Đế Thích Long cắn răng một cái, xóa sạch trên gương mặt mồ hôi, nói, không việc gì, Diệp đại nhân, nếu là ba vị lão tổ phân phó, vậy ta tuân theo chính là, chỉ hy vọng ngươi có thể ở ba vị lão tổ trước mặt, nhiều hơn nói tốt vài câu, để cho bọn họ che chở tốt ta Đế Thích nhà tộc nhân. Diệp thần nói, nhất định, chúng ta lúc nào lên đường. Đế Thích Long nói, ta trước giao phó xong hậu sự, ngày mai lại xuất phát. Hắn giọng bên trong, rất nhiều tử vong buông xuống, sợ hãi không biết làm sao cảm giác. Diệp thần rất là nghi ngờ, mạo hiểm tiến vào ngũ phương thánh địa người, rõ ràng là hắn, vì sao Đế Thích Long nhưng như vậy khủng hoảng. Diệp thần cũng không hỏi nhiều, đêm đó liền ở Hồng Liên bí cảnh bên trong nghỉ ngơi, yên lặng điều tức vận công, sắp xếp tự thân các loại công pháp, thần thông vân. Vân. Trước đây vì nho tổ ước chiến, Diệp thần bước chân vào thuần túy ma đạo, lúc này rất nhiều luân hồi huyền bi lột xác, lại đạt được Phật Phú Thiên Thư, tu vi tấn thăng thủy nguyên cảnh tầng 8 trời, đã không cần thiết lại tinh ma đạo. Diệp thần lần nữa dung luyện công pháp trước kia, thông hiểu đạo lý. Suy. Đang tu luyện gian, chợt gặp một đạo phi kiếm truyền thư xông lên lên trời, hướng địa tâm miếu phương hướng đi, muốn đến là Đế Thích Long hướng ba vị lão tổ bẩm báo. Một đêm yên lặng, đến ngày thứ hai sáng sớm, Diệp thần tu vi hơi thở, đã khôi phục viên mãn, tiên đạo Phật môn, yêu đạo ma đạo, lục đạo luân hồi vân. Vân thần thông, lần nữa hòa làm một thể. Lúc này Diệp thần, trên mình thì có một cổ dịu dàng như ngọc, phong độ nhanh nhẹn hình dáng, cũng không có trước đây như vậy ác liệt mũi nhọn. Diệp đại nhân, chúng ta nên lên đường. Đế Thích Long đến tìm Diệp thần, giọng nói không che giấu được sợ hãi kiềm chế. Diệp thần nhìn gặp hắn hình dáng, tựa hồ trong một đêm già nua tiểu tụy rất nhiều, trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, gật gật đầu nói, được, lên đường đi. Diệp đại nhân, mời. Đế Thích Long mang Diệp thần, rời đi Hồng Liên bí cảnh. Hai người ngự gió mà đi, đi ngũ phương thánh địa bay đi. Chỉ tiêu không tới nửa ngày thời gian, hai người liền đi tới ngũ phương thánh địa địa giới. Diệp thần xa xa nhìn lại. Chỉ gặp bầu trời bên trong, lơ lửng một tòa vô cùng là bằng hòn đảo lớn, vậy hòn đảo bên trên, tiên thiên năm phương linh khí cuồn cuộn tràn ngập, hà thải vạn đạo, hiện ra vô cùng huy hoàng nguy nga khí tượng, từng ngọn kiến trúc liên miên vô tận, phảng phất là nhân gian thánh cảnh vậy. Đó chính là ngũ phương thánh địa. Đế Thích Long chỉ vậy phù không to lớn hòn đảo, nói, Diệp đại nhân, ta biết có một cái ẩn núp đường mòn, có thể tiến vào ngũ phương thánh địa, ngươi vừa đi vào. Liền có thể thấy đan tiên hồ chỗ, nhưng người muốn chú ý, một khi tháo xuống đan tiên hồ, nhất định sẽ bị người phát hiện. Diệp thần nói, được, ta biết, người dẫn đường đi. Đế Thích Long lộ vẻ sầu thảm gật đầu một cái, rất nhiều chết đến ập lên đầu cảm giác, liền dẫn Diệp thần, đi tới vùng lân cận một cái ẩn núp trong hang. Vậy hang bên trong, có một bức bát quái đồ dọn ra, đồ đằng bên trên, ánh sao lóng lánh. Từng cái phương vị bát quái không ngừng tách ra sáng lên. Đế Thích Long nói, đây là bát quái tinh không cổ đồ, có một cái tinh không cổ đạo, cùng ngũ phương thánh địa liên thông, Diệp đại nhân, người dọc theo vậy cổ đạo đi vào, đi tới cuối, chính là ngũ phương thánh địa. Diệp thần chỉ gặp tinh không cổ đồ, cũng không gặp có cái gì con đường, hỏi, vậy tinh không cổ đạo ở nơi nào? Đế Thích Long cười khổ một tí, than thở một tiếng, yên lặng đi tới vậy bát quái tinh không cổ đồ dưới. Trong miệng thấp giọng tụng niệm thần chú. Sau đó, hắn cả người khí huyết, bắt đầu kịch liệt bốc cháy. Cả người máu thịt sức sống, đang không ngừng trôi qua. Mà vậy bát quái tinh không cổ đồ, hấp thu máu hắn khí, tóe ra càng ánh sáng sáng chói, dần dần có một cái nho nhỏ con đường dọc theo người ra ngoài. Đế Thích tộc trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Diệp thần thấy Đế Thích Long lại ở thiêu đốt sinh mệnh, nhất thời thất kinh. Đế Thích Long thở dài nói, mở tinh không cổ đạo, cần lấy người sống tánh mạng hiến tế, ta là ba tộc lão tổ con cờ, ngày hôm nay ta con cờ này, nên đến chân chính sử dụng lúc, Diệp đại nhân, người thật tốt trân trọng, chúc người thuận lợi cướp lấy đan tiên hồ. Còn nữa, nếu như có thể, không muốn làm người bất kỳ con cờ. Một phen nói xong, Đế Thích Long máu thịt gân cốt, hoàn toàn cháy hết, thành một bồi cho cốt, bị trong hang gió thổi một cái, lập tức tiêu tản mát. Diệp thần trong lòng có vẻ chấn động, rốt cuộc rõ ràng vì sao ngày hôm qua, Đế Thích Long biết ba tộc lão tổ kế hoạch sau đó, sẽ thành được như vậy sợ hãi tuyệt vọng. Lúc đầu cái kế hoạch này, cần hy sinh hắn tánh mạng.
không muốn làm người bất kỳ con cờ. Diệp Thần nỉ non Đế Thích Long trước khi chết lời nói, trong lòng như có điều suy nghĩ. Vù vù. Vậy bát quái bản đồ tinh không chấn động đứng lên, tinh không cổ đạo tóe ra vô cùng sáng chói chói lọi. Diệp Thần thu liễm trong lòng nghĩ bậy, bước vào tinh không cổ đạo bên trong, một đường đi tới trước. Cái này tinh không cổ đạo, trên thực tế là một cái truyền tống lối đi, có thể truyền tống đi ngũ phương thánh địa. Diệp Thần một đường đi tới trước, đầu tiên là đi vào một phiến thế giới hắc ám, cái này phiến hắc ám bên trong, chỉ có tinh không cổ đạo ánh sáng đang lóng lánh. Tinh không cổ đạo cuối, ánh sáng lại là sáng chói. Diệp Thần chậm rãi mà đi, đi tới cổ đạo cuối, xuyên qua một tầng màn sáng, hoa mắt một cái, cũng đã từ thế giới hắc ám bên trong thoát ra khỏi, đi tới một vùng núi thanh thủy tú địa phương. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục đi tới trước lúc đó, chân hắn bước dừng lại, bởi vì ngay vừa mới rồi Diệp Thần cảm nhận được liền lực lượng nào đó đang không ngừng chấn động. Diệp Thần thần thức hơi đảo qua, ngay tức thì phát hiện cái gì? Chính là chấn tà bàn. Diệp Thần lấy ra chấn tà bàn, lại có thể bất ngờ phát hiện chấn tà bàn bên trên lại quỷ dị xuất hiện một chút vết rách. Mặc dù vết rách rất nhỏ, nhưng cái này tất nhiên đại biểu bên trong vô tổ đang không ngừng xông phá chấn tà bàn áp chế. Diệp Thần thần sắc vô cùng ngưng trọng, như cái này vết rách lan tràn, thật bị xông phá nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chẳng lẽ hiện tại đi tìm Huyết Ngưng Thiên? Sợ rằng Huyết Ngưng Thiên đang luyện hóa huyết kiếm minh truyền thừa, thuộc về bế quan trạng thái. Coi như Huyết Ngưng Thiên không có như vậy, hắn cũng rõ ràng Huyết Ngưng Thiên đối với chấn tà bàn còn không có mình rõ ràng. Chỉ có thể tự tới đối phó. Ngay tại lúc này, Hoàng lão thanh âm đột nhiên truyền tới, thằng nhóc, nếu như chấn tà bàn thật vỡ vụn, vậy vu tổ lao ra trong đó, đối phương lại có tà kiếm, ngươi cảm thấy ngươi phần thắng là mấy phần. Diệp Thần hơi bất ngờ, bất quá Hoàng lão giờ phút này lên tiếng, tất nhiên đại biểu Hoàng lão có biện pháp. Bất quá Hoàng lão mà nói, Diệp Thần vẫn là có mấy phần hoài nghi. Hoàng lão, ngươi chẳng lẽ đối với vậy tà kiếm lại sinh ra hứng thú? Hoàng lão vừa nghe, cười lạnh nói, buồn cười, ta thế gian cấm kỵ, lại làm sao sẽ đối với những vật khác sinh ra hứng thú? Diệp Thần xen vào nói, ngươi trước nhưng đối với không chỉ một kiểu đồ sinh ra qua hứng thú. Hoàng lão, dừng lại chốc lát, Hoàng lão tiếp tục nói, nói hồi tránh sự, ta đã cảm nhận được chấn tà bàn bên trong tràn ra một chút tà khí, cái này tà khí nếu như lâu dài ăn mòn đến luân hồi mộ địa cùng với Hoàng Tuyền trong bản vẽ, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đến lúc đó Hoàng Tuyền đồ bị xâm nhiễm, đây chính là chuyện phiền toái. Diệp Thần ngược lại là không có bị Hoàng lão giải thích sở động đong đưa, rất rõ ràng, Hoàng lão quả thật đối với chấn tà bàn có ý tưởng. Bất quá nếu là đúng mình hữu dụng ý tưởng, hắn ngược lại là có thể đáp ứng. Hoàng lão, nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Luân hồi mộ địa Hoàng lão hơi ngẩn ra, nhưng vẫn là nói, để cho ta tiến vào chấn tà bàn bên trong chốc lát, chỉ cần chốc lát là được. Nghe được câu này, Diệp Thần kinh sợ, Hoàng lão lại muốn nhập chấn tà bàn. Chẳng lẽ Hoàng lão muốn cùng vậy vu tổ đối lập? Thế gian cấm kỵ đối kháng tà đạo vu tổ. Suy nghĩ một chút sẽ để cho Diệp Thần lòng có chút chấn động, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói có thể cho ta một cái lý do sao. Hoàng lão do dự mấy giây vẫn là thành thật nói, địa tâm vực năng lượng, ta hấp thu tốc độ quả thật rất nhanh, nhưng là còn chưa đủ mau và tinh khiết, ta muốn hấp thu vậy tà kiếm ở giữa lực lượng, cũng hoặc giả nói là vậy vu tổ lực lượng. Chỉ có hấp thu bọn họ lực lượng, ta mới có thể thay đổi mạnh hơn. Diệp Thần con ngươi híp lại. Bổ sung nói, sau đó tránh thoát luân hồi mộ địa, đoạt xác ta. Hoàng lão sớm đã không có trước khi cuồng ngông, lắc lắc đầu nói, ta tuy là thế gian cấm kỵ, vậy không cam lòng một mực ngây ngô nơi này, nhưng rất rõ ràng, ta nếu như một con rồng, vậy luân hồi mộ địa chính là thương khung. Mặc dù ta nghĩ tới rời đi, nghĩ tới khôi phục người tự do, nhưng hôm nay luân hồi mộ địa quy tắc quá mức quỷ dị. Ta đến nay cũng không nghĩ tới có thể trở lui toàn thân phương pháp. Đoạn thời gian này, người cũng hẳn cảm nhận được, ta nhiều lần không tiếc bất cứ giá nào cứu ngươi, chính là bởi vì ta rõ ràng, người sinh, chính là ta sinh, người chết, chính là ta diệt. Ta như muốn lại thuộc về tự do, hết thảy vẫn là phải dựa vào ngươi. Đối với lời nói này, Diệp Thần ngược lại là khẽ gật đầu, ngày đó và Nho Tổ trăm ngày ước hẹn, nếu không phải bởi vì Hoàng lão,
mình cũng không khả năng sống sót, càng không thể nào bất ngờ tiến vào địa tâm vực, thu hoạch như thế nhiều cơ duyên. Hoàng lão lời nói này, ở Diệp Thần xem ra, độ có thể tin chí ít 90%. Bất quá Diệp Thần suy tính chốc lát vẫn là nói, để cho ngươi tiến vào trấn tà bàn, có thể, nhưng là ta muốn cùng ngươi cùng bước vào. Một mặt là Diệp Thần muốn giám sát Hoàng lão, mặt khác, Diệp Thần cũng tò mò trong trấn tà bàn hết thảy cùng với vậy vu tổ. Bất quá có Hoàng lão bảo vệ, Diệp Thần ngược lại không cần lo lắng vu tổ đối với tự mình ra tay. Hoàng lão nghe được Diệp Thần những lời này, do dự ước chừng mấy giây, cuối cùng mới mở miệng nói, chỉ có thể như vậy, nhưng tiến vào trong đó, hết thảy phải nghe lời ta, nếu không ngươi cực kỳ dễ dàng bị cắn trả. Diệp Thần nhưng là lần nữa cự tuyệt nói, có chút có thể nghe ngươi, nhưng chủ yếu quyết sách vẫn là ở chỗ ta, nếu như đáp ứng, lập tức hành động, nếu không phải đáp ứng, trong trấn tà bàn lực lượng vậy định trước và ngươi vô duyên. Luân hồi mộ địa ở giữa Hoàng lão sắc mặt đỏ lên, thật là muốn tức bể phổi. Hắn nhưng mà thế gian cấm kỵ. Người người sợ hãi và thần phục tồn tại. Hôm nay, lại có thể khắp nơi bị thằng nhóc này chi phối và hạn chế. Hèn mọn cực kỳ. Hồi lâu, Hoàng lão khẽ cắn răng, được. Trước lúc này, vì an toàn khởi kiến, người dựa theo ta nói bố trí trận pháp. Vậy vu tổ nếu như làm bậy, chẳng qua ta động dùng toàn lực đem vĩnh cửu chu diệt. Giờ khắc này, Hoàng lão hăm hở đến trình độ cao nhất. Hắn cũng như này sức lực. Nhưng hắn tự biết, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không như vậy, nếu không tổn thất của hắn có thể so vô tổ còn lớn hơn. Rất nhanh, Diệp Thần đầu óc bên trong liền xuất hiện một đạo trận pháp. Trận này kêu nhập tà khốn thiên trận. Trận pháp này chưa bao giờ ở cổ tịch và trong lịch sử xuất hiện qua, lại là Hoàng lão sáng chế. Hoàng lão không hổ là thế gian cấm kỵ. Lại là ở nơi này đoạn thế gian sáng lập tiến vào trấn tà bàn nghịch thiên trận pháp. Bất quá trận pháp này đồ cần cũng là cực kỳ hà khắc. Cũng may địa tâm vực bên trong, Diệp Thần lấy được rất nhiều cơ duyên, hơn nữa trước ba tộc lực lượng và nội tình, Diệp Thần cơ hồ có tất cả trận pháp thứ cần. Không lâu sau, Diệp Thần quanh thân bày từng hạt tròn sáng chói đá, đạo đạo linh khí không ngừng tràn ra. Mà đây chút sáng chói thạch bày thả, đều là cực kỳ chú trọng. Thằng nhóc, hoang ma làm trận mắt, dẫn ma vào trận bàn. Hoàng lão thanh âm đột nhiên truyền tới. Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, hoang ma thiên kiếm ngay tức thì bay ra, treo lơ lửng ở Diệp Thần trước người. Diệp Thần ngón tay bước ra một giọt máu tươi ở trong hư không vẽ ra một tấm phù văn huyền ảo, phù văn khác ở hoang ma thiên kiếm bên trên. Hoang ma thiên kiếm hơi chấn động, ngay tức thì rơi xuống đất, cắm vào Diệp Thần trước người sáu tấc chi địa. Làm hoang ma thiên kiếm rơi xuống đất, Diệp Thần vội vàng sử dụng trấn tà bàn. Trong trấn tà bàn tràn ra một chút nhàn nhạt tà khí, mặc dù không bắt mắt, nhưng nếu là cẩn thận cảm thụ, lại có thể phát hiện cái này tà khí trình độ kinh khủng để cho người kinh hãi. Bất quá, hoang ma thiên kiếm bên trong tràn ra ma khí ngược lại là và trôi lơ lửng trấn tà bàn được thành loại nào đó thăng bằng. Hồng mông đại tinh không bảo vệ, ngưng hồn vào trận bàn. Thằng nhóc, chuẩn bị. Làm ta ra lệnh một tiếng, ta ngươi hai người liền cùng lấy thần niệm thế tiến vào trận bàn. Nhớ, phải đồng thời. Nếu không, ta ngươi hai người lực, tất nhiên sẽ để cho trấn tà bàn vỡ vụn. Đến lúc đó, sợ rằng vậy vu tổ và tà kiếm chung nhau ra đời, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần gật đầu một cái, ngồi xếp bằng, ngưng tụ thần hồn, chờ đợi Hoàng lão chỉ thị. Nhập. Đột nhiên một giọng nói vang khắp. Chính là tới từ Hoàng lão. Diệp Thần hai tròng mắt đóng chặt, thần hồn phun trào ra, hướng trấn tà bàn đi. Trừ Diệp Thần thần hồn, còn có Hoàng lão. Hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời không có vào trấn tà bàn bên trong. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, nhưng là phát hiện mình thân ở một cái tà khí ngang dọc không gian. Chung quanh bên bờ tràn đầy đạo đạo huyền diệu lại như trời đạo vậy uy hiếp phù văn. Phù văn chung quanh lại là quấn vòng quanh đạo đạo màu tím lôi hồ. Sợ rằng đây chính là trấn tà bàn cấm chế. Bất quá Diệp Thần vậy rõ ràng phát hiện, có chút cấm chế đã bị tà khí phá hoại, dựa theo cái này khuynh hướng đi xuống, có thể một năm hết Tết đến cũng không muốn, trấn tà bàn thì phải hoàn toàn bể tan tành. Cái này trong trấn tà bàn cấm chế ngược lại là thú vị, thậm chí dính liền thái thượng thế giới một ít quy tắc, luyện chế người ngược lại có chút đạo hạnh. Hoàng lão thanh âm đột nhiên truyền tới,
Diệp Thần lúc này mới chú ý tới Hoang lão ngay tại bên cạnh mình. Tiếp theo nên làm cái gì? Diệp Thần hỏi. Hoang lão đưa tay ra, hướng một phương hướng chỉ đi, nhàn nhạt nói, tới đã tới rồi, chúng ta làm là khách nhân, tự nhiên muốn gặp gặp nơi này chủ nhân. Mà Hoang lão ngón tay địa phương, Diệp Thần nhưng là phát hiện một thanh kiếm. Một chuôi Chấn Thiên kiếm. Chỉ bất quá kiếm này bên trong hàm chứa cực kỳ kinh khủng tà ý. Và còn lại ba thanh kiếm, hoàn toàn không cùng. Nếu như nói Hoang Ma Thiên kiếm là một tôn ma mà nói, vậy thanh kiếm này chính là một tôn lớn tà. Chỉ như vậy, Hoang lão và Diệp Thần chung nhau hướng vậy tà khí kinh khủng nhất địa phương đi tới. Mà giờ khắc này, chỗ sâu nhất, một cặp tròng mắt đột nhiên mở ra. Cái này tròng mắt tràn đầy vô tận tà ý, chính là vậy Vu Tổ. Vu Tổ tròng mắt bên trong tràn đầy bất ngờ. Cái này trong Chấn Tà Bàn đã rất lâu không có vào người đến. Nhưng mà hôm nay, vừa vào liền đi vào hai cái. Vu Tổ đứng lên, khóe miệng phát họa một đạo nghiền ngẫm, thú vị, cũng coi là cho ta khô khan sinh hoạt mang tới một niềm vui thú. Bất quá có thể đi vào Chấn Tà Bàn tồn tại, khẳng định không bình thường. Chỉ là không biết cái này hai người tại sao phải đi vào. Diệp Thần càng đến gần thanh kiếm kia, nội tâm liền phun trào ra một chút bất an cảm, tốt ở bên ngoài mình đang thi triển Hồng Mông Đại Tinh Không, để cho cái này tà kiếm đối với mình ảnh hưởng hạ xuống nhỏ nhất. Hoang lão, kiếm này tà ý như thế khủng bố, người thật có thể hấp thu. Sẽ không cũng bị cái này tà kiếm khống chế đi, đến lúc đó cái này tà kiếm không chỉ khống chế vậy Vu Tổ, còn khống chế liền ngươi, vậy ta không phải trở thành dê con đợi làm thịt. Hoang lão nhìn lướt qua vậy tà kiếm. Nhàn nhạt nói, đồ chơi này nếu là không có hạn chế, ta có lẽ sẽ sợ hãi mấy phần, bất qua kiếm này từ chế tạo ra tới, tựa hồ thì có một loại trong sâu thẳm chế ước, chỉ cần cái này chế ước không bị chém đứt, ngược lại là không như vậy dễ dàng khống chế ta. Thằng nhóc, nếu như ngươi có thể chấp trưởng kiếm này, hơn nữa Hoang Ma Thiên kiếm đến trạng thái tột cùng, vậy bùng nổ lực lượng, còn thật khó mà nói. Bất quá, ngươi phát hiện không, từ ngươi vừa tiến vào nơi này, cái này tà kiếm tựa hồ không thích ngươi. Diệp Thần nghe được câu này, hơi ngẩn ra, chợt hướng tà kiếm nhìn, nhưng là phát hiện tà kiếm giống như một đôi tới từ địa ngục ánh mắt, thật đang ngó chừng mình. Bất quá ánh mắt này ngược lại không phải là sát ý, càng giống như là một loại bài xích. Hoang lão nhìn chăm chú chốc lát, mở miệng nói, nếu như ta không đoán sai, cái này tà kiếm có linh, hẳn cảm giác được một chút tương lai, cho rằng ngươi biết đối với nó tạo thành loại nào đó uy hiếp. Cảm giác tương lai, ta làm sao có thể đối hắn sinh ra uy hiếp? Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Hoang lão lắc đầu một cái, chuyện này đừng tra cứu, cũng nhanh thấy vậy Vu Tổ. Không đúng, hẳn là đối phương đã tới. Hoang lão lời nói mới vừa rơi xuống, một đoàn sương mù màu đen liền như một cái cự long cuồn cuộn tới. Cự long giữ tợn lại tại ý, phảng phất có diệt thế oai. Lại dường như muốn chiếm đoạt tại chỗ hai người. Diệp Thần tự nhiên không thể nào ngồi chờ chết, mới vừa muốn động thủ, nhưng phát hiện Hoang lão bước ra một bước, đứng ở Diệp Thần trước người, nhàn nhạt nói, thích chơi. Ta cùng ngươi chính là. Một giây kế tiếp, Hoang lão ngón tay bắt pháp quyết, hắn quanh thân huyết khí cuồn cuộn vần quanh, huyết khí không ngừng hội tụ, cuối cùng lại biến thành một đầu màu máu kỳ lân. Màu máu kỳ lân phát ra một tiếng giống giận rung trời, ngay tức thì hướng vậy cự long đụng đi. Hai cổ chí cường lực lượng vào giờ khắc này va chạm, sinh ra hai đạo đỏ đen làn sóng kinh thiên. Như mây hình nấm vậy. Thậm chí mơ hồ muốn xông phá nơi này kết giới. Liền liền Diệp Thần cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mấy giây sau đó, đợt khí tiêu tán, hai đạo thân ảnh trôi lơ lửng ra. Một vị chính là thế gian cấm kỵ Hoang lão. Một vị khác, chính là một người mặc áo bào đen, hai tròng mắt đỏ tươi, thân thể nhưng là vô cùng thẳng. Ông già, vượt quá vì sao, Diệp Thần ở đối phương cảm thấy khắp nơi quỷ dị. Rõ ràng là một cái ông già, hắn nhưng từ trên người đối phương không cảm giác được năm tháng dấu vết. Thời khắc này hai tròng mắt đối mặt. Hoang lão tròng mắt rừng rưng như nước, mà Vu Tổ ánh mắt vẫn như cũ đỏ thắm. Ước chừng 10 giây, Hoang lão mới duỗi người, mở miệng nói, ngươi chính là vậy bị phong ấn nơi này Vu Tổ. Sao ta tưởng tượng yếu đi mấy phần? Cái này nhìn như lời tùy ý, nhưng là để cho Vu Tổ diễn cảm mang một chút tức giận, bất quá rất nhanh ẩn núp. Vu Tổ hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, ngươi cùng không nên xông vào nơi đây,
bất quá vừa vặn, trở thành ta chất dinh dưỡng. Như hấp thu các ngươi lực lượng, ta có thể thành công từ nơi này đi ra ngoài, có lẽ ta còn sẽ ở bên ngoài vì các ngươi lập khối bia. Đối với uy hiếp như vậy, Hoàng lão lông mày nhướn lên, nói ta cũng đang có ý đó, lần này tới, bất quá là hỏi ngươi mượn ít đồ. Nếu không phải ta thân thể bị giới hạn, loại vật này, ta mới không lạ gì. Lời nói rơi xuống, phù tổ chính là bước ra một bước, ngay lập tức tới giữa đi tới Hoàng lão trước người, vô tận tà khí lượn lờ, chung quanh tựa như hóa thân là một tòa cửu u địa ngục. Đây không phải là tự tại trời, nhưng so tự tại thiên còn kinh khủng hơn. Cái này vô tổ lại là ở vô tận phong ấn trong năm tháng, nắm trong tay phương này không gian ý cảnh. Diệp thần mơ hồ có chút lo lắng Hoàng lão, dẫu sao Hoàng lão là lần đầu tiên bước vào nơi đây, nếu như khinh thường, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện à. Nhưng mà, Hoàng lão nhưng là hai tròng mắt đóng chặt, đưa tay ra, một đạo màu tím quang nơi tay chỉ trung tâm lượn lờ. Hoàng thiên chu tà kiếm, mở. Hoàng lão hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Màu tím kia quang lại ngay tức thì phóng đại, biến thành một chuôi toàn thân màu tím, phát ra vô tận thần uy kiếm. Thanh kiếm này không ngừng phóng đại, cuối cùng tựa như đâm rách cái này cửu u địa ngục. Rồi sau đó, chém xuống một kiếm. Vậy vô tổ ngưng tụ cửu u địa ngục, ngay tức thì bị chém thành hai nửa. Từng cơn tà khí hướng bốn phương tám hướng tản ra. Mình nhất kích lại chỉ như vậy bị hủy diệt. Liền liền vô tổ diễn cảm vậy ngưng trọng mấy phần. Hắn địa bàn, đối phương lại vẫn có thể thi triển loại cấp bậc này võ đạo. Điều này sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai? Phu tổ tại chưa có làm rõ Hoàng lão thân phận trước, cũng không có gấp đi nữa tại ra tay. Hoàng lão cũng không để ý gì tới sẽ phu tổ, mà là đưa tay ra đối với Diệp thần vẫy vẫy, nói thằng nhóc, tới đây, ngồi xếp bằng xuống, thật tốt hấp thu nơi này tà khí. Diệp thần nửa tin nửa ngờ. Nhưng vẫn là lựa chọn ở Hoàng lão ngồi xuống bên người, ngồi xếp bằng. Bất quá hắn không có nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện, mà là nhìn cách đó không xa vô tổ. Hắn và Hoàng lão giàu gì là ở đối phương trên địa bàn, chỉ như vậy hấp thu tà khí. Hoàng lão tựa hồ đoán được Diệp thần suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói, sợ cái gì, trời sập xuống, ta chĩa vào. Diệp thần do dự mấy giây, vẫn là tiến vào vận công trạng thái. Cuồn cuộn tà khí hướng Diệp thần thân thể tới. Diệp thần tu luyện qua vô tộc công pháp, lại có bách tà thể, cái này tà khí đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng là chỗ tốt rất nhiều. Diệp thần vốn cho là Hoàng lão sẽ vì mình hộ pháp, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện Hoàng lão mình lại vậy bắt đầu nhắm mắt lại hấp thu. Chẳng lẽ Hoàng lão thật không ý kỵ cái này vô tổ? Vậy vô tổ khẽ nhíu mày, ngược lại là không có lập tức động thủ, bất thình lình hai người. Chân thực quá mức tà môn. Mấu chốt hoàn toàn không lo ngại gì dáng vẻ. Ước chừng hai tiếng, phù tổ hai tròng mắt càng phát ra đỏ thẫm, mặc dù nơi đây liền tồn tại một mình hắn, nhưng nếu là lại bị hai người cưu chiếm thước ổ đi xuống, hắn coi như cái gì phù tổ. Một giây kế tiếp, hắn ngón tay bắt pháp quyết, chung quanh cuồn cuộn tà khí lại là hướng hắn thân thể phun trào đi. Hắn giống như nắm trong tay tà khí gió bão. Ấn đường lại là xuất hiện một đạo cổ xưa phù văn. Đó là vô tổ tín ngưỡng. Bỏ mặc các ngươi là lai lịch gì, cũng không để ý các ngươi muốn làm gì. Ta tín ngưỡng, ngươi đều không có tư cách phá. Vô tổ sau lưng lại là trôi lơ lửng ra một đạo to lớn hư ảnh. Hư ảnh xuất hiện, Hoàng lão nhất thời mở mắt ra, chán tới giữa lại nữa sửng dưng, mà là ngưng trọng. Ở suy nghĩ của hắn bên trong, thực lực càng mạnh tồn tại, liền càng sẽ cân nhắc thiệt hơn. Vốn là hắn lấy là mình có thể hấp thu 3 tiếng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tên này thanh tỉnh quá sớm. Đã như vậy, chỉ có thể ứng chiến. Diệp thần vậy mở mắt ra, mới vừa muốn nói cái gì, Hoàng lão liền giao phó nói, nơi này còn tiếp tục giao cho ta đi, ngươi không cần ra tay. Rất nhanh, Diệp thần vậy phát hiện cuồn cuộn tà khí hướng Hoàng lão thân thể phun trào đi. Hắn là thế gian cấm kỵ, là ma, là tà, hắn cũng từng có qua. Tà khí tự nhiên cũng là hắn lực lượng. Trọng yếu hơn chính là, vậy hai tiếng, hắn đối với linh khí chung quanh và quy tắc càng phát ra quen thuộc. Thậm chí so với trước đó một chiêu giao thủ, sẽ có nắm chắc hơn. Mặc dù trận chiến này kết quả cuối cùng không biết như thế nào, nhưng chí ít sẽ không chật vật. Một giây kế tiếp, hai đạo tà khí gió bão liền đụng vào nhau. Gió bão bên trong,
Diệp Thần tựa như thấy được muôn vàn kiếm ý đụng chạm, giống như võ đạo thế giới sắp treo. Đây chính là Hoang Lão và Vô Tổ thực lực chân thật sao? Diệp Thần có chút kinh hãi. Nhìn vậy dường như muốn biến dạng trước mặt không gian hết thảy, Diệp Thần trong lòng lại sinh ra một chút vô hình bất an. Nếu không phải mình có võ tổ đạo tâm cùng với lăng tiêu võ ý, chỉ sợ sớm đã quỳ sụp xuống đất. Ngay tại lúc này, Hoang Lão thanh âm đột nhiên từ trong bão tố truyền tới. Thằng nhóc, đây là hiếm có học tập cơ hội. Hôm nay, người võ đạo lĩnh ngộ muốn lại đột phá đã có chút khó khăn, chỉ có học hỏi loại cấp bậc này chiến đấu mới có thể tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Có thể có chút đồ ngươi không hiểu được, nhưng là nhất định phải đem in ở trong đầu. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên cảm giác được Hoang Lão có lòng tốt. Hoang Lão thật ra thì ở luân hồi mộ địa tỉnh lại sau đó, một mực đang từ từ thay đổi. Có thể xứng với thế gian cấm kỵ mấy chữ này tồn tại, tự nhiên sẽ không nhận định tình hình. Hắn và Diệp Thần đã lợi ích chói. Diệp Thần nếu như cường đại hơn, đối với hắn mà nói vậy là một chuyện tốt. Gió bão bên ngoài Diệp Thần gật đầu một cái, hai tròng mắt đông lại một cái, liền đem mình có thể thấy một phần chia chiến đấu, cố gắng ghi tạc trong đầu. Trong bão tố, muôn vàn kiếm ý, đột nhiên vào giờ khắc này tiêu tán. Hai đạo thân ảnh chỉ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Hoang Lão trên mình đã mở đi mấy phần, mà Vô Tổ cũng không tốt gì. Hai người cũng không phải là bản thể, tiêu hao càng nhiều. Tự nhiên như vậy trạng thái lại càng yếu ớt. Vô Tổ thần sắc ngưng trọng nhìn một cái bên ngoài Diệp Thần, đối với Hoang Lão nói, ngươi cấp bậc và thực lực, hẳn không sẽ yên lặng không nghe thấy mới đúng, ngươi và thằng nhóc kia rốt cuộc quan hệ thế nào, tại sao phải giúp hắn? Người ta chung nhau chiếm hữu hắn thân xác, chẳng lẽ không được sao? Hắn thân xác có thể hấp thu tà khí, lại bước vào thân xác thành thánh cấp bậc, dõi mắt năm đó địa tâm vực. Đều không lại có bao nhiêu người có thể ở cái tuổi này làm được. Nếu như chúng ta đoạt xác người này, chúng ta là được đánh đâu thắng đó. Chẳng ai nghĩ tới, Vô Tổ lại vào lúc này nói ra cái phương án này. Vô Tổ gặp Hoang Lão không nói gì, tiếp tục nói, như vậy như thế nào, tiểu tử này thân xác phần lớn thời gian ngươi tới nắm trong tay, mà ta, chỉ cần ngươi là ta tìm một cái Vô Tổ thân xác là được. Cuộc mua bán này không thua thiệt. Ngươi chỉ sợ cũng nhớ qua tiểu tử này thân xác đi, bất quá hôm nay xem ra, ngươi tựa hồ không có thành công. Đó là bởi vì là sức lực của một người cuối cùng là quá miểu nhỏ. Ngươi ta hợp tác như thế nào? Thời khắc này Hoang Lão, nhưng là đột nhiên cười lên. Hắn không để ý thương thế trên người, hai tay chắp sau lưng, thân xác lãnh đạm lại nghiền ngẫm, chủ ý thật là không tệ, nếu như là mấy tháng trước, ta sẽ không chút do dự đáp ứng ngươi. Nhưng là hiện tại, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ thằng nhóc này. Bởi vì còn có so thằng nhóc này thân xác thứ quan trọng hơn tồn tại. Tiếng nói ghi, Hoang Lão dao động, hắn quanh thân chẳng biết lúc nào, lại quấn quanh ra một đạo tiếp theo một đạo kinh khủng lôi hồ. Những thứ này lôi hồ bên trong lại là hàm chứa đến gần hủy diệt đạo ấn cực hạn lực lượng. Thấy cái này sấm sét, Vô Tổ diễn cảm biến, người cái này người điên, người có biết người đang làm gì. Như vậy, người cũng có thể tiêu tán. Hoang Lão vui vẻ cười to, tiêu tán, ta cũng không phải là ngươi, ta cũng không phải là không có thân xác. Chỉ bất quá thân xác bị phong ấn mà thôi, chỉ cần thân xác bất diệt, ta là có thể bất tử bất diệt. Một giây kế tiếp, Hoang Lão quanh thân sấm sét đột nhiên phóng đại, hắn hai tròng mắt con ngươi bên trong vậy hiện ra cổ xưa phù văn. Phù văn đột nhiên bắn ra, Hoang Lão thân thể bên trong lại lao ra một đầu lôi long. Lôi long kinh thiên, lại là tuôn ra một đạo long ngâm, hướng Vô Tổ đi. Vô Tổ biến sắc, hắn hai tròng mắt ngưng trọng, hắn biết, hôm nay không thể nào chết yên lành, hắn phải trả giá thật lớn. Hắn chợt lui về phía sau mấy bước, lại đi tới chuôi này tà kiếm bên người. Năm ngón tay nắm chặt, lại nắm tà kiếm chuôi kiếm. Bất quá Vô Tổ hiển nhiên còn không có nắm trong tay tà kiếm hơi đung đưa, tựa hồ có tránh thoát Vô Tổ ý. Vô Tổ hai tròng mắt bên trong sinh ra một chút kiên quyết, rồi sau đó, trong đan điền tồn chữ cuồn cuộn tà khí lại hướng tà kiếm chuyển vận đi. Hôm nay lấy ta hồn lực, giúp ta chém chết người này. Vậy tà kiếm tựa hồ nghe hiểu Vô Tổ mà nói, lóe lên xanh thấm quang. Giờ khắc này, tay cầm tà kiếm Vô Tổ khí thế chấp hoàn toàn thay đổi, tựa như ngay lập tức tới giữa biến thành một vị thần. Vĩnh không thất bại,
bao trùm thiên địa thần. Hoàng lão thấy một màn này, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Hắn thật ra thì khi tiến vào nơi này thời điểm, liền đoán được phu tổ hẳn không có chấp trưởng thanh kiếm kia. Nhưng bây giờ nhìn lại, đúng như là hắn nghĩ vậy, nhưng phu tổ lại lấy mình lực lượng và thanh kiếm kia làm giao dịch. Cứ như vậy, phu tổ không chỉ chấp trưởng cái này chỗ chiến trường quy tắc, lại chấp trưởng quyết định thắng bại quy tắc kiếm. Hoàng lão nhìn một cái Diệp Thần, mở miệng nói, thằng nhóc, mau lui ra. Diệp Thần hai tròng mắt đông lại một cái, cũng là cảm giác được vấn đề nghiêm trọng tính, nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời, trước người ngưng tụ ra một cái bình phong che chở. Hắn rất rõ ràng, có thể để cho hoang lão loại thái độ này, tiếp theo tình thế không quá lạc quan. Phu tổ cười, vô cùng dữ tợn cười. Con kiến hôi cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, hôm nay, ta liền để cho ngươi xem, vì sao là hỗn độn sơ khai lực lượng. Tà kiếm chém xuống, gió bão bởi vì chịu đựng không được lực lượng này, lại tại chỗ biến dạng. Mà hoang lão thả ra đầu kia lôi long vậy ngay tức thì biến dạng. Hoang lão cũng không có sợ hãi, vậy cũng không lui lại, mà là ngón tay bắt pháp quyết, ấn đường tựa như xuất hiện một con mắt. Giống như đến từ cửu u địa ngục ánh mắt. Vậy địa ngục mắt, trong con người xuất hiện một cái chữ viết cổ xưa hoang. Nháy mắt tức thì, hoang lão quanh thân phân bố phù văn không ngừng lưu động, thậm chí để cho hoang lão hiện lên một đạo kim sắc quang. Ta cái này nhất thế. Chứ thằng nhóc kia ngoài ra, không sợ người bất kỳ. Bởi vì, ta là thế gian cấm kỵ. Dứt lời, hoàng lão lại xuất hiện ở vu tổ trước mặt, hai tay tràn đầy từng tầng một thần bí nói ấn. Sau đó, chỉ như vậy bắt được chuôi này tà kiếm. Cuồn cuộn tà khí đại tác. Hoàng lão quanh thân quang càng phát ra lóng lánh. Đụng, kim quang và đạo ấn ngay tức thì bị tà khí chiếm đoạt, cả thế giới tựa như nghênh đón một tràng động đất. Thậm chí liền trong chấn tà bàn cấm chế lực lại cũng bị lao ra một vết thương đi ra. Ai có thể nghĩ tới, năm đó rất nhiều cường giả bày cấm chế, sẽ bị phu tổ và hoang lão liên hiệp xông phá. Bất quá dưới mắt, phu tổ hiển nhiên không dự định chạy trốn, cũng không có tư cách chạy trốn, vậy cuồn cuộn tà khí ngay tức thì đem hắn xông lên bay. Hắn thân thể hung hãn đập vào một mặt cấm chế trên vách tường, rồi sau đó té xuống. Hạng chật vật. Thậm chí sóng khí này chân thực quá mức kinh người, phu tổ trạng thái bây giờ lại không cách nào có động tác nữa. Diệp Thần hơi kinh hãi, ở đó tà khí bên trong tìm hoang lão bóng người. Đột nhiên, một đạo nhanh chóng rơi xuống bóng người vậy rơi xuống. Chính là hoang lão. Chỉ bất quá hoang lão quanh thân lại phân bố vết rách, nếu không phải có đạo ấn và quy luật quấn vòng quanh vết thương, lần này, hoang lão tất nhiên ngọc đá cùng vỡ. Hoang lão. Diệp Thần đi tới hoang lão bên người, lần đầu tiên cảm nhận được hoang lão yếu ớt. Hoang lão tựa như cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng phát hiện mình tại sao cũng không làm được. Hoang lão! Diệp Thần lại kêu mấy tiếng, lại là bàn tay đặt ở hoang lão trên ngực, hồng mông đại tinh không lực lượng không ngừng hội tụ đi. Ước chừng 10 phút, hoang lão mới chật vật mở mắt ra, hắn thấy Diệp Thần như vậy diễn cảm, khá là quật cường nói, thằng nhóc túi. Người vẻ mặt này là ở cho ta khóc tang. Ta lại không chết, bất quá thời gian ngắn không thể lại giúp ngươi. Vốn còn muốn hấp thu kiếm này và vô tổ lực lượng, bây giờ nhìn lại, ta đây coi là bàn không đánh tốt. Ngược lại là tiện nghi ngươi. Ngươi dưới mắt trạng thái không thể nào làm bị thương vô tổ, nhưng có thể thừa dịp vô tổ đoạn thời gian này đang yếu ớt, hấp thu nơi này lực lượng. Cùng với câu thông vậy tà kiếm, mới vừa rồi cùng tà kiếm đối kháng thời điểm. Ta tựa hồ cảm thấy có một đạo không giống nhau linh hồn trấn áp tại trong kiếm. Ngươi trước đỡ ta đứng lên. Diệp Thần gật đầu một cái, đem hoang lão đỡ lên. Cùng lúc đó, vậy bị thương vô tổ cũng là ngồi dậy, ngồi xếp bằng, tựa như muốn hấp thu trong không gian tà khí. Nhưng chẳng biết tại sao, tà khí chảy hướng vô tổ đan điền tốc độ càng ngày càng chậm. Chắc hẳn, mới vừa rồi thương thế, đối với vô tổ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Muốn khôi phục trước khi trạng thái, rất khó. Phu tổ nhìn một cái hoang lão, không nói gì, tựa hồ rất sợ nói chuyện sẽ hao hết sạch mình toàn bộ lực lượng vậy. Hoang lão thở dốc mấy hớp, tiếp tục đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, người đi chỗ đó tả kiếm trước, xem người có thể hay không nắm trong tay. Được, Diệp Thần đi tới tả kiếm trước, đưa tay ra, vừa định đụng chạm thanh kiếm này, nhưng là ở ngay lập tức tới giữa cảm giác được một cổ lực bài xích.
thậm chí chuôi kiếm bên trong giống như trăm lần đạo linh lửa cháy. Hắn căn bản không cách nào đến gần. Hoàng lão thấy một màn này, tựa hồ đã sớm đoán được, tiếp tục nói, người nhắm mắt, xem có thể hay không câu thông thanh kiếm này ở giữa linh hồn. Ta không phải nói kiếm hồn, mà là một loại đặc thù sinh mạng. Diệp Thần mặc dù không hiểu Hoàng lão ý, nhưng vẫn là nhắm lại hai tròng mắt, thử nghiệm câu thông chuôi này tà kiếm. Lần đầu tiên, Diệp Thần bị vô tình bài xích. Lần thứ hai, như cũ như vậy. Ở thứ 37 lần lúc đó, Diệp Thần nhưng là ở tà kiếm bên trong cảm thấy một chút tiếng khóc. Trong kiếm có hồn. Diệp Thần hai tròng mắt đông lại một cái, cố gắng thử nghiệm câu thông, nhưng mỗi ở sắp sinh ra liên lạc lúc đó, bị tà kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng và quy tắc chặt đứt. Hoàng lão hiếu kỳ nói, người phải chăng cảm nhận được. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, trong kiếm tựa hồ có một đạo đặc thù hồn, cái này hồn tựa hồ là một cái đứa nhỏ. Hoàng lão ngẩn ra, lại nói, thằng nhóc, ngươi nhưng mà nghe tiếng khóc. Diệp Thần nhìn một cái chuôi này tà kiếm, trả lời, hình như là. Giờ khắc này, Hoàng lão hai tròng mắt bên trong nhưng là xuất hiện nhất tì hoảng nhiên, ta từng giết không ít người, thậm chí có thể nói ta trên tay dính máu tươi, là một cái vô tận sông máu, đây là ta nói. Nhưng là, ta đạo này, có chính ta lý do, mặc dù làm ác, nhưng ta trong lòng không thẹn. Nếu nói là đây là thảm tuyệt nhân hoàn, cái này thế gian còn có đáng sợ hơn. Nếu như ta không đoán sai, năm đó đúc kiếm người, đang đánh tạo chuôi này tà kiếm lúc đó, hiến tế một cái đứa nhỏ. Mấu chốt đứa bé này huyết mạch cùng với lai lịch tuyệt không bình thường, hoàn toàn là cưỡng ép hủy diệt khí vận của hắn và đánh vỡ nhân quả, đem hiến tế. Cái đứa nhỏ này cần trải qua vạn lửa đốt diệt, đây là chân chính thảm tuyệt nhân hoàn. Bất quá chuyện này nhân quả quá nặng. Hơn nữa thủ đoạn yêu cầu cực kỳ cao, vực ngoại căn bản không người có thể làm được. Hôm nay xem ra, chuôi này tà kiếm, 10 có 8 9 chính là như thế tới. Còn như làm như vậy nguyên do, ta không biết. Diệp Thần trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, vậy đứa nhỏ bị sống sờ sờ đúc kiếm, cái này còn là người. Nhưng mà cái này tà kiếm tà khí chẳng lẽ đến từ một cái đứa nhỏ. Cái đứa nhỏ này là trong truyền thuyết tà đồng. Tà đồng sẽ có tiếng khóc. Hơn nữa tiếng khóc kia rõ ràng có vô tội và vẻ thống khổ. Giờ khắc này, Diệp Thần cũng không cách nào xác định cái này sau lưng rốt cuộc là một bàn như thế nào cờ. Ngay tại lúc này, vậy Vu Tổ lại lên tiếng, hắn cười lạnh một tiếng, các ngươi hai cái vẫn là đừng đánh nghe thanh kiếm này. Ta ở chỗ này nán lại lâu như vậy, đều không làm rõ ràng thanh kiếm này, càng không cần phải nói các ngươi mới vừa bước vào. Không quá ta xài trăm năm. Mới nghe được kiếm kia bên trong đứa trẻ tiếng khóc, các ngươi ngược lại tốt, lần đầu tiên liền nghe, xem ra, thằng nhóc ngươi khí vận quả thật không bình thường. Nói tới chỗ này, Phù Tổ mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Thần, nói, nếu như ta là ngươi, ta vẫn là mau sớm nghĩ một chút biện pháp tu bổ cái này trong trấn tà bàn cấm chế đi, nếu không ta một khi khôi phục như cũ, ta là có thể rời đi này bàn, đến lúc đó, các ngươi đều sẽ chết. Diệp Thần nhìn một cái vậy bể tan tành cấm chế sinh ra lỗ lớn, quả thật lo lắng, hắn cố nhiên muốn tru diệt cái này Vu Tổ, nhưng ở trong trấn tà bàn hiển nhiên không cách nào hoàn toàn đem giết chết, hiện tại Hoàng lão bị thương, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoàng lão nhưng là hồi kính nói, ngươi phỏng đoán cũng không chịu nổi đi, ta nếu như không đoán sai, ngươi liền đi tới vậy bể tan tành lỗ lớn năng lực cũng không có. Hơn nữa, lần này, ngươi muốn khôi phục trạng thái rời đi. Yêu cầu thời gian cũng không ngắn. Ngươi, Phù Tổ nghe được Hoàng lão mà nói, ngay tức thì có chút tức giận, nhưng hắn rất rõ ràng, đây là sự thật. Hoàng lão gặp Phù Tổ nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, liền đối với Diệp Thần nói, ngươi chắc có nửa tháng thời gian, cái này nửa tháng, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tu bổ cái này trấn tà bàn. Bất quá dưới mắt tới xem, ngươi nắm giữ đồ không đủ để tu bổ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Còn nữa, ngươi nếu có thể nghe được tiếng khóc kia, liền chứng minh, vậy phát ra tiếng khóc tồn tại cần ngươi trợ giúp. Ngươi không ngại hấp thu nữa một tí thanh kiếm kia trung lực tính, nói không chừng đến lúc đó sẽ có bất trắc phát hiện. Hôm nay Diệp Thần, không biết như thế nào xử lý trước mắt cục diện rối rắm, chỉ có thể nghe theo Hoàng lão. Hắn ngồi xếp bằng ở tà kiếm bên người, cố nhiên tà kiếm vẫn là truyền tới bài xích ý, nhưng không cách nào để cho Diệp Thần rời đi. Diệp Thần bách tà thể và rất nhiều công pháp vận chuyển,
Tà kiếm ở giữa cuồn cuộn tà khí như hoàng hà nước vậy, hướng hắn thân thể cuồn cuộn đi. Ước chừng 3 tiếng. Diệp Thần rốt cuộc mở mắt ra, hắn có bất chắc phát hiện. Vậy rất nhiều tà khí chảy vào bên trong cơ thể sau đó, lại từ từ nồng rút thành một cái phù văn. Phù văn kia không giống chữ, lại càng không tượng đồ án, ngược lại có chút phức tạp. Mà có cổ xưa này phù văn, lại để cho Diệp Thần cảm nhận được liền mình tựa hồ và tà kiếm nhiều một đạo liên lạc. Lần này, Diệp Thần đứng lên, nhưng là đột nhiên đưa tay hướng tà kiếm đi. Mà Hoang Lão và Vu Tổ cũng là đồng loạt mở mắt ra, tựa như hai người vậy đang đợi giờ khắc này. Vu Tổ hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc thúi, không nên uổng phí khí lực, nếu như ngươi một mực thử nghiệm chấp trưởng thanh kiếm này, ngươi biết chết. Ta và lão già kia trạng thái có thể còn có thể may mắn sống sót, nhưng là ngươi. Còn chưa đủ cách. Diệp Thần tâm vô bàng vụ, chỉ như vậy tay phải cầm ở chuôi kiếm bên trên. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Lại không có phản ứng chút nào. Vu Tổ nguyên vốn dự định tiếp tục mở miệng, vậy đột nhiên định ở tại chỗ. Điều này sao có thể? Mình chỉ có vào vậy tà kiếm giao dịch, mới có thể ngắn ngủi chấp trưởng. Có thể thằng nhóc này căn bản không có giao dịch, lại có thể nắm kiếm. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần chính là cảm giác được mình đan điền vậy đạo tà phù vỡ vụn, đồng thời, cái này tà kiếm vậy tránh thoát mình. Vu Tổ lúc này mới thở ra một hơi. Sau đó, hắn liền lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương và khôi phục. Hắn biết mình tuyệt không thể khinh thị thằng nhóc này, dưới mắt trọng yếu nhất chính là mau sớm khôi phục trạng thái, sau đó thông qua vậy cấm chế vết rách, rời đi nơi đây, thu hoạch tân sinh. Diệp Thần tựa như rõ ràng liền cái gì, tiếp tục hấp thu tà khí, lần này, hắn trong đan điền nhiều hơn 2 đạo giống nhau như đúc tà phù. Cái này tà phù tựa hồ có thể câu thông thanh kiếm này. Làm góp đủ 5 đạo tà phù thời điểm, Diệp Thần lần nữa nắm thanh kiếm kia. Giờ khắc này, ngược lại là không có lại bị tránh thoát. Hơn nữa, Diệp Thần cảm giác hoàn cảnh chung quanh tựa như biến hóa. Làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc đó, phát hiện Hoang Lão và Vu Tổ đều không thấy. Mà chung quanh hắn là một phiến mờ mịt thế giới. Vô tận tà ý. Đồng thời Diệp Thần phát hiện dưới chân của mình lại xuất hiện một đạo xiềng xích. Xiềng xích vây khốn mình thân thể và chân, căn bản không cách nào tiến thêm một bước. Đây là địa phương nào? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, vậy màu xám cho sương mù tựa như biến mất. Diệp Thần mơ hồ tới giữa thấy được 2 đạo thân ảnh. Một lớn một nhỏ. Một cái to lớn người đàn ông hướng hắn đi tới, mà hắn trong ngực ôm trước một cái đứa nhỏ. Mà tiếng khóc chính là vậy đứa nhỏ truyền tới. Càng ngày càng gần. Diệp Thần rốt cuộc thấy rõ cái đó to lớn người đàn ông. Người đàn ông cả người chiến giáp, 2 tròng mắt như kiếm, con ngươi là xanh đỏ, có chút tà ý. Chỉ là đến gần, Diệp Thần cũng cảm giác mình hô hấp dồn dập, tâm cảnh đều có chút văng tung tóe. Nam tử nhìn Diệp Thần, có hơi kinh ngạc, từ tính thanh âm đột nhiên truyền tới, có thể thấy ta, đạo tâm không có lập tức hỏng mất, ngươi là thứ 8 vị. Võ tổ đạo tâm, ngược lại là có ý tứ. Đáng tiếc, ta rất không thích ngươi. Trên mình ngươi nhân quả thái cổ phức tạp, thậm chí có thể ảnh hưởng chúng ta bố trí. Cho dù ngươi đạo tâm khủng bố, ta trong nhất niệm, cũng có thể để cho ngươi trở thành hư không. Ngươi hy vọng ta làm như vậy sao? Diệp Thần 2 tròng mắt đông lại một cái, cũng không lui lại, ngược lại không phải là lấy vì mình có thể chiến thắng đối phương, mà là hắn rất rõ ràng, ở trước mặt người đàn ông này chạy không thoát. Trước Diệp Thần gặp qua ngoài ra 3 thanh kiếm ở giữa 1 vị trong đó. Mặc dù hắn không cách nào đánh giá 2 người này thực lực, nhưng hắn rất khẳng định, cái này tà kiếm ở giữa tồn tại càng cái sức uy hiếp. Ngươi không sẽ làm như vậy. Diệp Thần đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói. À, nam tử có chút bất ngờ, ta mị cười một tiếng, có thể nói cho ta lý do sao? Diệp Thần đúng mực nói, ta có thể cảm giác được trên mình ngươi sát ý, nhưng ta cũng biết, ngươi bị trói buộc. Người cũng sẽ không đối với ta động thủ. Hoặc là nói cách khác, người bị lực lượng nào đó chế ước. Người đàn ông vậy tà ý con người híp lại, nhìn một cái trong ngực đứa nhỏ nói, ta không quá vui vẻ người thông minh, cho nên ta sẽ không để cho ngươi đụng thanh kiếm này, bởi vì ngươi hơi thở, để cho ta rất không thoải mái. Ta sở dĩ không có giết ngươi, là bởi vì là trong ngực ta đứa nhỏ, hắn tựa hồ đối với trên mình ngươi nào đó kiểu đồ cảm thấy rất hứng thú. Nếu không,
người đã sớm trở thành một cổ thi thể, cũng hoặc là tiêu tán ở giữa trời đất. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như đưa thân vào vạn niên hàn băng dưới, lời này tới giữa sát ý lại có hóa hình khuynh hướng. Diệp Thần nhìn về phía trong ngực nam nhân đứa nhỏ nói, hắn còn nhỏ như vậy, tại sao phải hiến tế cho thanh kiếm này? Các ngươi như vậy tước đoạt người khác quyền lợi, thật chỉ là đúc kiếm sao? Người đàn ông trong vô tình đem đứa nhỏ ôm chặt, đối với Diệp Thần nói, cái này võ đạo thế giới, có vài người sanh ra chính là định trước hiến tế. Muốn đúc ra thanh kiếm này, cái này đứa nhỏ là mấu chốt nhất tồn tại. Trọng yếu hơn chính là, đây là đứa bé này lựa chọn. Diệp Thần ngẩn ra, lắc đầu một cái, không thể nào. Người đàn ông tiến lên một bước, hai tròng mắt đưa mắt nhìn, Diệp Thần không sợ hãi chút nào. Người vốn không nên tiến vào bàn cờ này, nhưng huyết ra người, không biết là nghĩ thế nào, lại để cho người cuốn vào bàn cờ này. Chẳng biết tại sao, ta không nhìn thấu trên mình ngươi nhân quả, giống như. Ta không có tư cách vậy. Chân thực buồn cười. Bỏ mặc ngươi nhân quả và tương lai như thế nào, cuốn vào bàn cờ này, ngươi liền định trước sẽ chết, huyết ra những cái kia lão già kia bất quá là sắp chết vùng vẫy. Tốt lắm, ta bất quá là muốn xem ngươi kết quả là lai lịch gì. Hiện tại nếu thấy, ngươi vậy có thể rời đi. Nam tử vung tay lên, Diệp Thần sau lưng hư không đột nhiên biến dạng. Bên ngoài chính là Hoang lão và Vô tổ. Nhưng ngay khi Diệp Thần phải rời khỏi lúc đó, sau lưng hắn hư không đột nhiên đóng cửa. Toàn bộ không gian chấn động, ngoại giới Diệp Thần bản thể thậm chí khạc ra một hơi đỏ bừng máu. Diệp Thần chân thực không hiểu cái này người đàn ông rốt cuộc có ý gì. Người kết quả phải làm gì? Diệp Thần mơ hồ cảm giác được không đúng. Nam tử tại ý con ngươi nhìn Diệp Thần, chỉ điểm một chút ở trong ngực đứa nhỏ trên ấn đường. Ngay tức thì, đứa trẻ tiếng khóc dừng lại, tựa như rơi vào hôn mê vậy. Làm xong hết thảy các thứ này, nam tử nhìn về phía Diệp Thần nói, ta thay đổi chủ ý, trên mình ngươi cảm giác để cho ta quá không thoải mái. Mặc dù cái này đứa nhỏ không muốn ngươi chết, nhưng hắn hiện tại đã rơi vào ngủ say, coi như ta giết ngươi, cũng sẽ không có phản ứng gì. Tương lai, ta chỉ hy vọng chính ta chấp chưởng mình, mà không phải là người ngoài. Ngươi nhưng thật ra là một đạo uy hiếp, mặc dù dưới mắt xa xa không đủ phong độ, nhưng ngươi tương lai, tràn đầy quá nhiều không xác thực định. Vẫn là đưa ngươi lên đường đi. Một giây kế tiếp, chàng trai xuất hiện trước mặt một thanh kiếm. Chính là vậy tà kiếm đạo. Tà kiếm toát ra sáng chói lại yêu dị quang. Gió lớn dậy, kiếm động. Giống như vượt qua thời gian, đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Kiếm ý còn chưa đến, lại sẽ để cho thời khắc này Diệp Thần có tiêu tán cảm giác. Diệp Thần lúc này mới biết, người đàn ông này mới là tà kiếm chân chính người chấp trường. Mà hiện tại, hắn muốn tru diệt mình. Mấu chốt, giờ khắc này, cũng không phải là Diệp Thần bản thể, mà là Diệp Thần thần hồn. Thần hồn nếu như mất đi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nên làm cái gì? Hoàng lão hiển nhiên vậy cảm thấy không đúng và sát ý, biết Diệp Thần xảy ra chuyện. Hắn thậm chí có chút hối hận mang Diệp Thần tiến vào trong đó. Nếu như Diệp Thần xảy ra chuyện, mình muốn rời đi luân hồi mộ địa căn bản không có thể. Vu Tổ cũng là diễn cảm ngưng trọng, hắn thật ra thì một mực bị vậy tà kiếm kềm chế. Mọi người cũng biết hắn độc chiếm tà kiếm, cũng không biết, hắn tồn tại, bất quá là một đạo cười nhạo. Hắn chưa từng gặp qua tà kiếm ở giữa người đàn ông và đứa bé, nhưng lại bị một cổ lực lượng vô hình uy hiếp. Hiện tại nếu như thằng nhóc kia chết, mình chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện. Thời khắc này Diệp Thần, nghĩ tới tất cả biện pháp. Nhưng đều được tử cục. Thậm chí hôm nay dưới trạng thái, đều không cách nào câu thông Hoàng Tuyền Đồ và Huyền Hàn Ngọc. Nên làm cái gì? Sẽ ở đó kinh thiên một kiếm muốn xuyên thấu Diệp Thần thân thể lúc. Đột nhiên, hai đạo cổ xưa lại vô cùng cái lực uy hiếp gầm thét vang khắp. Một giây kế tiếp, thế giới chung quanh tựa như bị vô tình biến dạng. Hai đạo yêu thú hư ảnh cưỡng ép vọt ra. Một đạo, hai con người lóe lên quỷ dị đỏ xanh ánh sáng, sát ý kinh thiên. Một đạo, tựa như viên tựa như khỉ, quanh thân nhưng phun trào ra hỗn độn sơ khai lực lượng. Lại là Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc. Giờ phút này Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc cực kỳ dữ tợn. Bọn họ và Diệp Thần một mực duy trì, tự nhiên biết Diệp Thần xảy ra chuyện. Giờ khắc này, bọn họ lựa chọn hộ chủ. Hai đạo thân ảnh yêu khí ngất trời,
thế gian ác mộng lúc này bá đạo hạ xuống. Giữa trời đất, hỗn độn sơ khai kinh thiên năng lượng chỉ như vậy hướng kiếm kia ý đi. Giờ khắc này, tiểu hoàng và tiểu hắc lực lượng lại có thể chế ước vậy tà kiếm lực lượng. Thậm chí, vậy tà kiếm lực lượng mơ hồ muốn tan vỡ. Cách đó không xa người đàn ông, diễn cảm cực độ cổ quái, thậm chí hai tròng mắt bên trong có một chút không thể tưởng tượng nổi kinh hoàng. Hai con người ác mộng, cùng với tiểu hắc lai lịch, hắn đều biết. Mấu chốt cái này hai tên làm sao sẽ cam nguyện trở thành một cái người thú cưng à? Đây là cái gì nghịch thiên cơ duyên à? Trọng yếu hơn chính là, hai thú trên mình bùng nổ hơi thở cực kỳ kinh người à? Thực lực mặc dù còn chưa trưởng thành đến đỉnh cấp kỳ, hắn thật ra thì có thể xóa đi. Nhưng là hai thú trong con người bộc phát ra cực mạnh quyết tâm, bọn họ nguyện ý mất đi tự thân, và tà kiếm lấy mạng đổi mạng à. Hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt không còn là trên cao nhìn xuống, không còn là thương hại và nghiền ngẫm, mà là chấn động. Tiểu tử này tương lai, nên có kinh khủng dường nào. Ngay lập tức tới giữa, nam tử nghĩ rõ ràng hết thảy, vung tay lên. Kiếm ý vỡ vụn, mà hắn thân thể vậy biến mất ở trong bóng tối. Hiển nhiên là chạy. Hắn cho dù có lực lượng trấn áp cái này hai đầu còn chưa hoàn toàn lớn lên tồn tại, nhưng tà kiếm tất nhiên vỡ vụn. Đến lúc đó, vạn cổ kế hoa liền sẽ hủy ở một mình hắn trên tay. Tuyệt không được. Diệp Thần thở ra một hơi, nhìn một cái tiểu hoàng và tiểu hắc, cảm kích nói, tiểu hoàng, tiểu hắc, cảm ơn. Tiểu hoàng và tiểu hắc nhìn nhau. Hai miệng đồng thanh nói, chủ nhân, chúng ta tuyệt sẽ không cho phép người bất kỳ tổn thương ngươi. Chỉ là, tiến vào nơi này, chúng ta xài quá nhiều lực lượng, có thể phải ngắn ngủi ngủ say. Chủ nhân hết thảy chú ý. Nói xong, tiểu hoàng và tiểu hắc liền rời đi nơi này. Mà Diệp Thần sau lưng hư không vậy biến dạng, trở lại tại chỗ. Hoàng lão gặp Diệp Thần đi ra, trong lòng đá lớn đầu rơi xuống. Mà vậy vô tổ cũng là như vậy. Bất quá hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt có chút thay đổi. Cố nhiên Diệp Thần ở hắn trước mắt là một con kiến hôi, nhưng hắn rất rõ ràng, người này tuyệt đối là Kinh Thế Long. Hoàng lão rất sợ sự việc lại còn biến cố, chật vật đứng lên, đối với Diệp Thần nói, nơi đây không muốn ngây người thêm, ở không có đầy đủ thực lực trước, còn chưa muốn đánh vậy mấy thanh kiếm chủ ý, cái này bốn thanh kiếm và thái thượng thế giới thiên kiếm không giống nhau, nếu như nói hoang ma thiên kiếm và những ngày đó kiếm là vũ khí. Địa tâm vực nhìn thấy cái này bốn chuôi chấn thế kiếm, cũng không phải là vũ khí, càng giống như là loại nào đó bố trí trận pháp tâm trận. Người sau lưng kết quả phải làm gì, ta cũng không cách nào xác định. Thậm chí có thể không phải là vì vực ngoại sau cùng thiên đường. Càng giống như là một vị tuyệt thế cường giả tư dục. Tốt lắm, thằng nhóc, chúng ta rời đi nơi đây, ngươi ở ngũ phương thánh địa sợ rằng còn có việc phải xử lý, cũng nên đi sâu vào. Còn nữa. Đoạn thời gian này, người suy nghĩ một ít biện pháp, mau sớm tu bổ trấn tà bàn. Ta phỏng đoán phải ngủ say một đoạn thời gian. Diệp Thần nghe được hoang lão mà nói, gật đầu một cái, rất nhanh liền và hoang lão rời đi trấn tà bàn. Trở lại ngũ phương thánh địa Diệp Thần vậy mở mắt ra, một hơi đỏ bừng máu tươi khạc ra. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vội vàng thi triển bát quái thiên đan thuật cùng với linh bia, tu bổ mình thương thế. Ước chừng 6 tiếng sau đó, Diệp Thần thương thế mới khôi phục như cũ. Hắn đứng lên, không nghĩ nữa trấn tà bàn sự việc, cái này ngũ phương thánh địa có chút tà môn, vẫn là mau sớm bắt được miếu mới lão tổ giao phó đồ, sau đó rời đi đi. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện nơi đây tựa hồ là một cái u cốc, yên tĩnh nước chảy sâu, cổ mộc dày đặc, khắp nơi là đẹp và tĩnh mịch hoa cỏ cây cối, từng từng dòng suối tiếng 10 phần dễ nghe, hô hấp không khí vậy tràn đầy linh khí. Nơi này chính là ngũ phương thánh địa sao? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, nhưng là lập tức thấy, ở thung lũng chỗ sâu có một đầu cực lớn yêu hồ chín đuôi, đang ngồi xổm phục ngủ tức, tiếng ngáy như sấm. Mà vậy yêu hồ chín đuôi phía sau, là tầng tầng xanh cây mây, xen lẫn dây dưa, xanh cây mây trên treo một cái hồ lô. Hồ lô kia tiên quang vần quanh, hà khí nhô lên, tản mát ra một cổ khá là say lòng người mùi thơm kia có đan dược mùi vị. Cũng có rượu ngon mùi thơm. Đó chính là đan tiên hồ sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cái hồ lô kia, muốn đến chính là đan tiên hồ, đan dược rượu thơm đậm đà như vậy, hiển nhiên đã tạo ra liền đan tiên linh tử. Chung quanh không có ai trông chừng, chỉ có đầu này yêu hồ chín đuôi.
Diệp Thần trong lòng hơi ngưng trọng, xem vậy yêu hồ chín đuôi hơi thở, rõ ràng cho thấy cao nhất nguyên thú, nếu như chiến đấu, hắn tự nhiên có nắm chắc chiến thắng. Nhưng, ắt phải sẽ kinh động thánh đường người, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phải biết, cân nhắc quyết định thánh đường tứ trưởng lão, hoa trong gương, trăng trong nước bên trong Trần Túy Nguyệt, chính là trấn thủ ở bên ngoài. Một khi bị Trần Túy Nguyệt phát hiện, Diệp Thần sợ là khó mà thoát thân. Xem ra vậy Hồng Bi Trần, vẫn là có gây khó khăn ta ý, muốn cướp lấy đan tiên hồ, nơi nào có như thế dễ dàng. Diệp Thần chỉ cảm thấy vô cùng khó giải quyết, thậm chí muốn đường cũ trở về. Nhưng hiện tại liền tay không trở về, không khỏi quá mức qua loa lấy lệ, Diệp Thần liền tại chỗ chờ, xem có thể hay không tìm được cái gì cơ hội. Nhưng mà, vậy yêu hồ chín đuôi, vô luận là tu luyện thường ngày vẫn là ngủ, đều ở đây đan tiên hồ phía dưới, từ không rời đi nửa bước. Đan tiên hồ linh khí đầy đủ, vậy yêu hồ chín đuôi thoáng thôn nạp hấp thu, liền có thể thỏa mãn tu luyện sử dụng, vạn năm cũng sẽ không có khô kiệt nguy hiểm, tự nhiên có thể một mực trấn thủ đi xuống. Đáng chết, một chút cơ hội cũng không có, ta làm sao cướp lấy. Diệp Thần cắn răng, đợi chừng mấy ngày, cũng không tìm được một tia một hào thừa cơ lợi dụng. Cưỡng ép cướp được nói, vậy cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt, Diệp Thần dự định lại cùng một ít thời gian, nếu như còn không cơ hội, liền đường cũ trở về, hướng ba tộc lão tổ tuyên cáo nhiệm vụ thất bại. Oanh! Nhưng mà, vừa lúc đó, bầu trời vang lên một hồi cực lớn chấn động, chỉ gặp một bụi thông thiên thần cây, đột nhiên nổi lên, chấn rơi xuống. Thần thụ kia vô cùng to lớn, không cách nào dùng lời nói hình dung to lớn, mỗi một phiến lá cây, cũng lộ ra uy áp vũ trụ hơi thở. Lại là Hồng Gia vũ trụ thần thụ. Cái gì, cái này lại là vũ trụ thần thụ. Hồng Gia người tới. Diệp Thần thất kinh, nhưng gặp vũ trụ thần thụ bên trong, thanh mang lóe lên, cả người thướt tha, quyến rũ nhiều vẻ, tướng mạo vô cùng tươi đẹp rực rỡ cô gái, giống như tiên nữ đáp xuống, lại là Hồng Hân. Mấy ngày không gặp, Hồng Hân hơi thở lại có đột phá, so lần trước lúc tán phát hơi thở còn kinh khủng hơn. Lúc này mới mấy ngày, Hồng Hân làm sao có thể lớn lên nhanh như vậy? Lại có thể tiến bộ được nhanh như vậy? Diệp Thần thất kinh, nếu như lúc này Hồng Hân đi đối chiến Đế Thích Ma Hầu mà nói, nàng mượn vũ trụ thần thụ nói không chừng đều có thể đánh bại Đế Thích Ma Hầu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hồng Hân lại có lớn như vậy tiến bộ, sau lưng nhất định là có thiên đại cơ duyên, không chỉ là vũ trụ thần thụ che chở như thế đơn giản. Tu vi tăng vọt dưới, Hồng Hân khí chất tướng mạo, đều là thật to lột xác, trước kia vẫn là một cái thanh tú thiếu nữ hình dáng, nhưng hiện tại đã có nữ tôn thiên quân phong tư kiêu ngạo, người khoác một bộ mây tím tiên y, kiểu như mặt trời mọc ánh ban mai, tựa như hề như nhẹ vân tế tháng, lay động hề như lưu phong chi hồi tuyết, giống nhau là tiên nữ vậy nhân vật. Muốn đến nàng ở Hồng Gia bên trong, cũng là bị vạn người màng bái, có nắm giữ ngàn vạn người đại quyền sanh sát, đã là xưa không bằng nay. Ngươi là người nào? Lại dám xông vào ngũ phương thánh địa. Vậy yêu hồ chín đuôi thấy Hồng Hân, nhìn Hồng Hân sau lưng vũ trụ thần thụ hư ảnh, nhất thời cả người nổ lông, tràn đầy cảnh giác phòng bị ý, lăng không bay, xa xa cùng Hồng Hân đối lập. Ta là Hồng Gia Thiên Quân, hôm nay tới mượn ngươi một bình đan tiên linh tử, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, liền không giết ngươi, mau đem đan rượu tiên trình lên. Hồng Hân mắt đẹp mang cao ngạo hơi thở, trên cao nhìn xuống, nhìn vậy yêu hồ chín đuôi. Yêu hồ chín đuôi cảnh giác nhìn chung quanh, lại không có phát hiện cái khác thánh đường đệ tử, tựa hồ Hồng Hân xông vào nơi đây, lại không người chi giác vậy. Hồng Hân nhàn nhạt nói, không cần nhìn, ta Hồng Gia ở chỗ này đặt vào tai mắt, đã âm thầm bày ra ngăn cách đại trận, nơi này phát sinh hết thảy, đều sẽ không bị người ngoài biết. Yêu hồ chín đuôi trong lòng đại trấn, nói như vậy, coi như Hồng Hân đem nó giết, người bên ngoài cũng không biết. Diệp Thần cũng là vô cùng khiếp sợ. Hồng Hân nói quả nhiên là thật, Hồng Gia thật ở chỗ này có tai mắt. Có nội gián tiếp ứng, Hồng Hân tự nhiên có thể nghênh ngang đi vào. Ta cũng không cướp đi đan tiên hồ, chỉ cần bên trong hồ lô linh tử. Hồng Hân mở ra điều kiện, vậy đan tiên hồ thiên cơ liên lụy cực sâu, một khi tháo xuống, ắt phải bị thánh đường trưởng lão phát hiện, liền ngăn cách đại trận cũng không ngăn nổi. Cho nên, nàng chỉ cần trong hồ lô rượu. Yêu hồ chín đuôi trong lòng động một cái. Nói, người muốn bấy nhiêu. Hồng Hân yên lặng một lát, nói ta tất cả đều muốn. Yêu hồ chín đuôi vui vẻ cười to,
nói, đem ngươi rượu toàn bộ cướp đi, chờ thêm mấy ngày thánh đường truy cứu xuống, bổn tọa một giọt cũng không nộp ra, ngươi chẳng phải là muốn bổn tọa đi chết. Hồng Hân đầu ngón tay nắm chặt, vũ trụ thần thụ linh khí ngưng tụ, ở trong lòng bàn tay nàng hóa thành một cái vũ trụ thần kiếm, tay nàng cầm kiếm chuôi, trôi giạt như tiên, trong tròng mắt ẩn nhiên có sát ý, nói, vậy ngươi có cho hay không? Yêu hồ chín đuôi thử nhe răng, lộ ra vô cùng dữ tợn thần sắc, nói, nơi này là bổn tọa địa bàn, người muốn cướp lấy đan rượu tiên, liền trước hết giết bổn tọa nói sau. Vừa dứt lời, yêu hồ chín đuôi lăng không bạo khởi, móng vuốt như đao kiếm vậy, cuốn lên một cổ cương phong, giết hướng Hồng Hân. Hủy diệt kiếm khí, phá. Hồng Hân không tránh không tránh, một kiếm vung ra, lại là mở ra hủy diệt đạo ấn, một cổ vô cùng cường hãn hủy diệt kiếm khí, hung hãn chém chết ra. Yêu hồ chín đuôi con người co rúm một cái, vội vàng thu hồi móng vuốt, nhưng vẫn là chậm nửa bước, bị Hồng Hân một kiếm hoa thương, máu tươi đầm đìa. Đây là hủy diệt đạo ấn, tầng 8 thiên hủy diệt đạo ấn, người thừa kế Hồng Thiên Chính đạo thống. Yêu hồ chín đuôi nhìn móng vuốt lên máu tươi vết thương, ánh mắt hoàn toàn chấn động, mang kinh hoàng sợ hãi nói. Hồng Hân nói, không sai, ta đã thừa kế gia tộc ta tổ tiên đạo thống, lại cho một mình ngươi cơ hội, dâng lên đan rượu tiên, ta không giết ngươi. Diệp Thần nghe được Hồng Hân lời này, trong lòng rất giật mình, nói, lúc đầu nàng đã thừa kế Hồng Thiên Chính đạo thống. Hồng Thiên Chính hủy diệt đạo ấn, tu luyện đến 10 tầng trời, là thế gian duy nhất một, có thể đột phá thiên địa hạn chế nhân vật. Xem ra Hồng gia đã tìm được Hồng Thiên Chính hài cốt, cũng để cho Hồng Hân luyện hóa, thừa kế Hồng Thiên Chính đạo thống. Hồng Hân đạt được này cùng truyền thừa, dĩ nhiên là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù nàng hủy diệt đạo ấn tu vi, không có Hồng Thiên Chính đỉnh cấp thời điểm như vậy khủng bố, nhưng tầng 8 thiên hủy diệt đạo ấn, đã là không được đáng sợ, đánh bắn ra ngón tay đều có thể nghiền bạo tinh tháng. Yêu hồ chín đuôi cảm nhận được Hồng Hân đáng sợ hơi thở, đã biết hôm nay không có thủ thắng cơ hội. Ma huyết thiên thư, phá cho ta. Tuy biết khó khăn, nhưng yêu hồ chín đuôi không có ngồi chờ chết, trong miệng vừa phun, từng luồng cuồn cuộn ma khí tràn ngập ra, ngưng hóa thành một quyển thiên thư. Cái cuốn thiên thư này, nhưng là tiên Phật ma yêu bốn đại thiên thư bên trong ma huyết thiên thư, đại biểu ma đạo huyết khí. Ma huyết thiên thư vừa ra, nhất thời ở giữa thiên địa, từng tầng một ma khí cổn đáng, bầu trời bị nhuộm thành liền tiên màu máu, tiếng sấm ùng ùng chấn động. Chung quanh có vô cùng ma vật đang bay múa, phát ra tất cả loại khàn khàn tiếng kêu quái dị. Yêu hồ chín đuôi sử dụng ma huyết thiên thư, ngược lại không phải là muốn giết chết Hồng Hân, ở to lớn thực lực sai biệt hạ, coi như nó nắm trong tay thiên thư, cũng không phải Hồng Hân địch thủ. Nó phóng thích thiên thư, chỉ là muốn dựa vào ma huyết kinh biến, đưa tới ngoại giới chú ý. Nhưng, bên ngoài một phiến tĩnh mịch, nơi này coi như khí tượng kinh thiên, ngoại giới vậy không có động tác gì. Hiển nhiên, Hồng Hân bày ra ngăn cách đại trận, hiệu quả đặc biệt tốt, vô luận khí tức gì chập chờn, cũng hoàn toàn áp chế xuống. Một quyển đại thiên thư, thì có ích lợi gì? Trừ phi ngươi có thể lấy ra cao nhất thiên thư, nếu không ngày hôm nay khó thoát một kiếp. Hồng Hân nhìn đầy trời răng đầy ma huyết tầng mây, khuôn mặt thanh lệ trên như cũ vân đạm phong khinh, không có vẻ kinh hoàng, nhàn nhạt một kiếm vung ra. Vũ trụ thần kiếm huy động, cùng vũ trụ thần thụ lẫn nhau hô ứng. Lau một cái xanh mưa lất phất kiếm khí phóng lên cao, nhất thời đem đầy trời tầng mây, toàn bộ vặn cắt được tan tành. Vậy ma huyết thiên thư chế tạo ra khí tượng, lập tức toàn bộ bị phá hết. Yêu hồ chín đuôi sắc mặt thảm biến, nói, ngươi muốn cướp lấy linh tử, vậy bổn tọa liền cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Nói xong, yêu hồ chín đuôi thân thể đột nhiên bạo cướp ra, khuôn mặt dữ tợn, vọt tới Hồng Hân bên người, lại là một tí tự bạo. Không tốt. Hồng Hân hoa dung thất sắc, nàng nguyên bổn đã ở đề phòng yêu hồ chín đuôi, phòng ngừa nó sắp chết phản công, nhưng không ngờ nơi này là yêu hồ chín đuôi địa bàn, đối phương mượn địa mạch khí vận, tốc độ quá nhanh, lập tức giết tới trước người, nàng lại không phản ứng kịp. Oanh! Yêu hồ chín đuôi ở trên trời nổ lên, vậy thân thể cao lớn, lập tức nổ, rất miễn cưỡng nổ ra một đóa mây hình nấm. Bầu trời tựa như cũng bị chấn bể, từng tầng một không gian nổ tung. Trên mặt đất rừng rậm núi cao, ngay tức thì bị nổ thành phế tích, một mảnh hỗn độn, liền vũ trụ thần thụ hư ảnh, đều bị sống sờ sờ cắn nát. Đầy trời máu đen ửng đỏ, đậm đà mùi máu tanh, làm người ta rung động. Ở đó nổ mây hình nấm bên trong, Hồng Hân nhu nhược thân thể, rớt xuống.
vậy cuốn ma huyết thiên thư, vậy rơi xuống. Diệp Thần vội vàng xông lên, tiếp lấy Hồng Hân thân thể mềm mại. Nhưng gặp Hồng Hân sắc mặt trắng bệch, cả người vết thương chồng chất, lại cũng không có mới vừa phong tư tuyệt kiêu ngạo hình dáng, đã sắp gặp tử vong. Diệp công tử, là ngươi. Hồng Hân yếu ớt mở mắt ra, nhìn gặp Diệp Thần, chỉ lấy là mình đang nằm mơ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta trước vì ngươi chữa thương. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, Hồng Hân thương thế quá nặng, nếu như không lập tức chữa trị, nàng lập tức liền muốn chết đi. Mặc dù Diệp Thần và Hồng Gia nhất định là địch thủ cũ, nhưng một con ngựa thì một con ngựa, hắn có thể ở trên chiến trường giết chết Hồng Hân, nhưng không thể vào lúc này thấy chết mà không cứu. Diệp Thần đỡ Hồng Hân, ở bên một dòng suối nhỏ ngồi xuống, nhìn xem Hồng Hân thướt tha thích thú dáng vẻ, nói, người trong võ đạo, không câu nệ tiểu tiết, Hồng cô nương, ta hiện tại vì ngươi chữa thương, mời ngươi không nên phiền lòng. Nói xong, Diệp Thần liền cởi bỏ Hồng Hân nhuốm máu quần áo, lấy tới nước suối trong suốt, thay nàng rửa lau chùi vết thương. Hồng Hân gò má một đỏ, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, mặt đầy ngượng ngùng vẻ, nhưng cũng biết Diệp Thần là ở trị thương cho mình, cho nên cũng không có nói ra cái gì kháng cự nói như vậy. Diệp Thần cầm liền cầm Hồng Hân mạch đập, nhưng cảm thấy nàng trong cơ thể linh khí đặc biệt rối loạn, lập tức Diệp Thần cởi bỏ nàng giày, ở nàng đủ để huyệt dũng tuyền trên thi triển thuật pháp, kích thích nàng linh khí. Rồi sau đó, Diệp Thần ở nàng hai chân đủ tam dương kinh mạch, đủ tam âm kinh mạch, phục thỏ, vòng nhảy, treo chuông, tam âm giao, âm cốc huyệt vân. Vân, rất nhiều huyệt vị trên thi triển thuật pháp. Ngay sau đó, đẩy nữa cầm bụng của nàng, mà tề qua khí, lại đem một hơi linh khí, dẫn dắt đến ngực nàng huyệt thiên trung trên, cuối cùng dẫn lên trời linh huyệt, hoàn thành toàn thân linh khí tuần hoàn. Đi qua Diệp Thần lần này thuật pháp thi triển, Hồng Hân trong kinh mạch linh khí, nhất thời khôi phục vận chuyển bình thường, gương mặt từ trắng bệch đổi được đỏ thắm. Chỉ là thủ đoạn như vậy, Diệp Thần cơ hồ là đem nàng toàn thân cũng sờ lần. Hồng Hân xấu hổ được không đất dung thân, nàng mấy ngày trước ở Hồng Gia bên trong, vẫn là cao cao tại thượng thiên quân thánh nữ, bị vạn người quỳ bái, địa vị hạng tôn sùng cường thịnh, nhưng ngày hôm nay, nhưng giống như một cái đợi làm thịt dê con vậy, mặc cho Diệp Thần xử trí. Cái này tương phản to lớn, để cho Hồng Hân xấu hổ không biết làm sao không dứt. Diệp Thần cũng là lúng túng, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, Hồng Hân thương thế quá nặng, nếu như chỉ dựa vào ngoại lực chữa trị, căn bản không có thể trị hết, nhất định phải dựa vào nàng tự thân linh khí. Diệp Thần thay nàng điều thuận hơi thở, ở trên vết thương đắp bôi thuốc, liền dùng bát quái thiên đan thuật, tiến hành sau cùng chữa trị. Vù vù, một tầng nhu hòa màu xanh ra trời đạo ra linh quang, bao phủ ở Hồng Hân trên mình. Được, thật là đau. Hồng Hân cắn môi đỏ mọng một cái, thương thế sắp hết bệnh, nhưng là có loại xốp giòn tê dại à đau đớn, trong lòng như có vạn kiến phệ tim. Thật may cái này cổ xốp giòn cảm giác từ bên tai, rất nhanh liền qua. Tốt. Diệp Thần thu bàn tay về, lui về phía sau một bước. Trước sau bận làm việc hơn nửa ngày, Hồng Hân thương thế hoàn toàn hết bệnh, liền một cái vết sẹo cũng không có để lại, thân thể như nõn nà bạch ngọc vậy, sáng chói được Diệp Thần có chút hoa mắt. Không cho phép xem. Hồng Hân tỉnh hồn lại, trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt. Diệp Thần nhún vai một cái, âm thầm cục cục, ta cũng không phải là chưa có xem qua. Sau đó, quay đầu lại. Hồng Hân mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, đổi xong quần áo, Diệp Thần không chỉ là xem qua nàng thân thể, còn toàn bộ sờ qua một lần, đây nếu là truyền ra ngoài, Hồng Gia thiên quân mặt mũi, nhất định là không còn gì vô tồn. Hôm nay sự tình phát sinh, ngươi không cho phép nói ra. Hồng Hân cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Thần nói, được, ta không nói chính là, ta cứu ngươi, ngươi liền một câu cảm ơn đều không nói sao. Hồng Hân mặt đỏ bừng, nhưng nơi nào có tâm tình nói cảm ơn, hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Diệp Thần khẽ mỉm cười, vậy không ngại, nhặt lên tán lạc ở xa xa ma huyết thiên thư, nói cái cuốn thiên thư này, liền trở về ta. Cái này cuốn ma huyết thiên thư, là bốn cuốn đại thiên thư một trong, ma khí đặc biệt đậm đà. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy mình ma bia, cũng cùng ma huyết thiên thư mơ hồ có đồng tình. Nếu như luyện hóa ma huyết thiên thư mà nói, hắn ma bia nói không chừng cũng có thể lột xác. Hồng Hân cũng không cùng Diệp Thần tranh đoạt,
nói, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói thiên cơ bất khả lậu. Hồng Hân nhìn Diệp Thần thần bí hề hề hình dáng, hừ một tiếng, sau đó nói, được rồi, ngày hôm nay ngươi cứu ta, vậy đan tiên linh tử liền một người một nửa. Diệp Thần cười một tiếng, nói, xin lỗi, Hồng cô nương, ngày hôm nay nếu như không phải là ta, ngươi đã chết, cho nên, vậy đan tiên linh tử, ngươi không thể cầm, ta toàn đều muốn. Hồng Hân nói, ngươi nói gì sao, ngươi đây không phải là cướp trắng trợn sao? Diệp Thần nói, ta chỉ là cầm ta hẳn cầm đồ thôi. Hồng Hân cắn răng nghiến lợi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Thần lời nói này, đích xác là hợp tình hợp lý. Dẫu sao, nếu như không có Diệp Thần mà nói, nàng đã chết. Diệp Thần chịu cứu vãn tánh mạng của nàng, dĩ nhiên là thiên đại nhân từ, nàng còn muốn cướp đoạt đan tiên linh tử, không khỏi quá mức lòng tham. Huống chi, Diệp Thần cũng không phải là nàng mang tới, nàng đối với Diệp Thần không có bất kỳ ân tình, Diệp Thần không cần báo đáp nàng, ngược lại nàng thiếu Diệp Thần không thiếu nhân quả. Được, coi là ngươi tàn nhẫn, tất cả thuộc về ngươi. Hồng Hân khí được mặt đỏ bừng, ngày hôm nay chuyến này thánh địa chuyến đi, nàng là một chút thu hoạch cũng không có, ngược lại liền thân thể trong sạch, đều bị Diệp Thần xem sạch sờ xong, tổn thất không phải lớn như vậy. Diệp Thần khóe miệng mang mỉm cười. Nhìn Hồng Hân tức giận như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác cầm hắn không thể làm gì hình dáng, hắn cảm thấy rất là thoải mái. Hồng cô nương, vậy thì cảm ơn. Diệp Thần cười chắp tay, đi tới vậy đan tiên hồ trước, liền muốn đem hồ lô tháo xuống. Này, ngươi làm gì? Hồng Hân thấy một màn này, liền vội vàng kêu. Diệp Thần nói, làm sao, ta tháo xuống hồ lô này, lấy ra linh tử, ngươi còn muốn sao? Hồng Hân nói, không phải, người muốn lấy ra linh tử, vậy thì cách không lấy ra, ngàn vạn lần không thể tháo xuống hồ lô này, nếu không làm động tới thiên cơ, nhất định bị thánh đường phát hiện. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói ý ngươi là, ta có thể lấy đi linh tử, nhưng hồ lô này không thể mang đi. Hồng Hân gật đầu nói, không sai, một khi đan tiên hồ bị tháo xuống, nhất định kinh động thánh đường, đến lúc đó, đừng nói là ngươi, coi như là trạng thái tột cùng ta. Mượn vũ trụ thần thụ, vậy không nhất định có thể trở lui toàn thân. Diệp Thần khẽ cau mày, hắn chuyến này mục đích, chính là vì đan tiên hồ tới, nếu như chỉ có thể lấy đi linh tử, cầm không đi đan tiên hồ, nhiệm vụ kia cũng là thất bại. Nếu như ta tháo xuống hồ lô, lập tức đi ngay, như vậy sẽ như thế nào? Diệp Thần thử hỏi dò. Hồng Hân nói, người nếu như không muốn chết, vẫn có thể thử một chút, nhưng chớ liên lụy ta đi trước. Nói xong, Hồng Hân cũng không để ý Diệp Thần sống chết, xoay người rời đi. Diệp Thần nhìn Hồng Hân rời đi hình bóng, không khỏi ngẩn người. Xem ra cái này đan tiên hồ, đích xác là có cổ quái, nếu không, Hồng Hân cũng sẽ không như vậy phòng bị. Diệp Thần ngưng thần cảm ứng dưới, mơ hồ tới giữa vậy bắt được cái này đan tiên hồ, sau lưng thật có trọng đại thiên cơ tương liên, một khi tháo xuống, rất có thể kích động cấm chế. Diệp Thần chau mày đứng lên. Do dự muốn không muốn tháo xuống cái hồ lô này. Hoàng lão, ngươi cảm thấy ta có cần phải dính sao? Nhưng mà, Hoàng lão đang đối mặt phu tổ và tà kiếm đánh một trận, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ đông. Có lẽ Hoàng lão có thể nghe gặp mình nói, nhưng hiển nhiên không có trả lời. Cùng lúc đó, thiên nhân vực. Nhâm phi phàm đang không ngừng tìm Diệp Thần tung tích, hy vọng có thể tìm được tiến vào địa tâm vực biện pháp. Mấy ngày nay, hắn không biết tìm kiếm qua liền nhiều ít bí cảnh, từng bước một lấy được đầu mối. Nhưng đáp án cuối cùng không có được. Rất hiển nhiên, năm đó những cái kia tồn tại, căn bản không hy vọng có người ngoài biết địa tâm vực bí mật. Trong này rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật kinh thiên? Giờ khắc này, Nhâm Phi Phàm đi tới một cái đặc thù hang bên trong. Cái động quật này là vậy đạo tuyến tìm chỉ dẫn cuối cùng chi địa. Hang bên trong. Nhưng lơ lửng một bức bát quái tinh không cổ đồ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, bát quái này tinh không cổ đồ, và hắn tiến vào ngũ phương thánh địa cái đó, lại là giống nhau như đúc. Ừ, lại là thái cổ bản đồ tinh không dọn ra, truyền thuyết có thể khai thác tinh không cổ đạo, liên thông hết thảy thế giới. Nhâm Phi Phàm thấy vậy cổ đồ, trong mắt hơi co rúm một cái. Rồi sau đó, hắn ngón tay điểm ra, một món tinh mang nổ bắn ra. Bơm vào đến vậy bát quái tinh không cổ đồ bên trên. Vù vù.
vậy tinh không cổ đồ kịch liệt chấn động đứng lên, chợt dọc theo liền một cái cổ đạo. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định kinh ngạc vạn phần. Bởi vì, ban đầu Đế Thích nhà tộc trưởng Đế Thích Long, vì kích hoạt tinh không cổ đồ, thậm chí hiến tế tánh mạng. Mà Nhâm Phi Phàm, nhưng là dễ như trở bàn tay, tiện tay kích hoạt, có thể gặp hắn tu vi cao cường, đã đến sâu không lường được tình cảnh. Nhìn vậy nổi lên tinh không cổ đạo, Nhâm Phi Phàm ánh mắt sáng dậy, trong phảng phất đã dọc theo điều này cổ đạo, ngược dòng thiên cơ, bắt được Diệp Thần hơi thở. Thằng nhóc này, quả nhiên là ở địa tâm vực sao. Nhâm Phi Phàm một hồi mừng rỡ, đã phong tỏa Diệp Thần hơi thở. Chợt, hắn nhưng là phát giác, thời khắc này Diệp Thần, khí vận đặc biệt suy yếu, tựa hồ lâm vào cửu tử nhất sanh tình cảnh bên trong. Đáng chết, ngươi là bước chân vào cân nhắc quyết định thánh đường địa bàn. Đây không phải là muốn chết sao? Nhâm Phi Phàm suy diễn dưới, trong mơ hồ đã phát hiện Diệp Thần nguy hiểm. Có thể làm cho luân hồi chi chủ rơi vào khí vận suy yếu, thậm chí có chết nguy hiểm, ở địa tâm vực bên trong, chỉ có cân nhắc quyết định thánh đường. Nhâm Phi Phàm trong mắt mang vẻ ngưng trọng, lập tức bước lên tinh không cổ đạo, hướng phía trước đi tới. Bước vào tinh không cổ đạo, một đường bay vút, rất nhanh, Nhâm Phi Phàm liền thấy phía trước xuất hiện ánh sáng, địa tâm vực hơi thở đã hoàn toàn mở ra lộ ra. Điều này cổ đạo, quả nhiên chính là thông hướng địa tâm vực. Có người đến qua nơi này, Hồng gia người sao? Nhâm Phi Phàm đi tới trước để gặp, nhưng phát hiện chung quanh có lưu lại nhân quả hơi thở, hơi đẩy một cái diễn, lại phát hiện Hồng Hân bóng người. Lúc đầu Hồng Hân ban đầu tiến vào địa tâm vực, cũng là đi đường này, không biết nàng dùng cách gì, có thể kích hoạt tinh không cổ đồ. Vậy thập đại lão tổ, nhớ không quên cũng muốn tìm trở lại địa tâm vực lối đi, vậy ta liền đem lối đi này hủy đi, kêu bọn họ cả đời cũng không thể được như ý. Nhâm Phi Phàm trong mắt bại lộ sát khí, rút ra giữa eo kiếm, chuẩn bị cùng sau khi đi ra ngoài, lập tức hủy diệt cái lối đi này. Lối đi này là tổ đường, có thể vào không thể ra, muốn đi ra ngoài chỉ có thể đi hằng cổ chi môn. Mà hằng cổ chi môn ngược lại, có thể ra không thể vào, nói cách khác, chỉ cần Nhâm Phi Phàm hủy diệt lối đi này, thế gian lại không người có thể bước vào địa tâm vực, trừ phi là xem Diệp Thần như vậy, lấy bất ngờ phương thức đánh mất đi vào. Nhâm gia thiên mệnh chi tử, ngươi không ở thái thượng thế giới hưởng phúc, vì sao phải xông vào cái này cổ xưa chi địa? Cổ đạo bên ngoài thế giới hắc ám bên trong, đột ngột vang lên một đạo lãnh khốc uy nghiêm thanh âm, tựa hồ là nơi đây người, cảm thấy được Nhâm Phi Phàm có phá hoại lối đi ý niệm, cho nên lên tiếng cảnh tỉnh. Là ai? Nhâm Phi Phàm nghe được cái này thanh âm, trong phảng phất bắt được một cổ vô cùng khí tức cường đại, nhất thời ngưng thần phòng bị. Hắc ám bên trong hiện ra một quyển thiên thư, bữa trước trong sách mặt, không có một cái chữ, liền một chút linh khí năng lượng, cũng không tồn tại, phảng phất là hư không vậy ảo ảnh, để cho người nhìn không rõ lắm. Vô vô thiên thư, ngươi là nơi đây trấn thủ người. Nhâm Phi Phàm vừa thấy được bữa trước sách, vẻ đề phòng sâu hơn. Mắt thật là tốt, không hổ là Nhâm gia thiên mệnh chi tử, có thể nhận ra lão phu lai lịch. Bữa trước trong sách mặt, hiện ra một đạo vô cùng hư ảo bóng người. Cả người không có nửa điểm linh khí chập chờn, thậm chí ngay cả sinh mạng hơi thở, hô hấp hơi thở, toàn bộ đều không có, là gần như hư vô tồn tại, cực kỳ quỷ dị. Nhâm Phi Phàm khen một tiếng, nói truyền thuyết bốn cuốn cao nhất thiên thư, vô vô thiên thư là cường hãn nhất tồn tại, hôm nay được gặp, quả nhiên lớn dị tầm thường. Tiểu thiên sách có bốn cuốn, tên là Đao Kiếm Nhật Nguyệt. Đại thiên thư cũng có bốn cuốn, tên là Tiên Phật Yêu Ma. Mà cao nhất thiên thư, cũng có bốn cuốn, tên là Phong Vân Vô Tướng. Vô vô thiên thư, chính là bốn cuốn cao nhất thiên thư một trong, không không cái này hai chữ, người bình thường nghe, có thể sẽ cảm thấy có chút cổ quái, nhưng Nhâm Phi Phàm lại biết, không không hai chữ, đại biểu tu luyện lý luận trung cực. Cái gọi là không không, chính là siêu thoát tồn tại lý, có thể nói hắn không tồn tại, nhưng cũng có thể cái kế tiếp ngay tức thì, hắn lại lập tức xuất hiện. Thiên địa từ hư không trong hỗn độn ra đời, mà không không chính là ngược dòng tiên thiên, trở lại hư không, triệt triệt để siêu thoát hết thảy, vô luận là thời không, vận mệnh, vật chất, tinh thần, năng lượng vân. Vân, phàm có chút tướng, đều là hư không. Đến loại cảnh giới này, có thể bịa đặt hoàn toàn, vô căn cứ sản sinh ra nghịch thiên sức mạnh to lớn. Đây là người phàm khó có thể tưởng tượng, thậm chí liền thái thượng các cường giả, đều khó biết rõ cảnh giới. Không không,
không chỉ là hư không, chuẩn xác hơn mà nói, là hư không cái khái niệm này, cũng không tồn tại, cho nên kêu không không. Hết thảy khái niệm, cũng không tồn tại, tự nhiên không dính nhuộm bất kỳ nhân quả, có thể bịa đặt hoàn toàn, lại không cần thiết dây dưa bất kỳ năng lượng nào dưới tình huống, vô căn cứ sáng tạo ra chư thiên vũ trụ, vạn giới sinh linh, đều là dễ như trở bàn tay. Này cùng cảnh giới, thế gian còn không người đạt tới. Phong Vân Vô Tướng bốn cuốn cao nhất thiên thư, đều là lần trước cái kỷ nguyên thiên quân cường giả chế tạo, liền ngày xưa thập đại lão tổ đều không thể hiểu. Cái này vô vô thiên thư, ký thác năm xưa thiên quân trước dân, đối với tu luyện cuối cùng suy tính, đối với có vô tướng sinh, thiên đạo tuần hoàn vân. Vân cứu cực nghĩa sâu xa chiết tư. Nếu như là chân chính tìm hiểu không không cảnh giới cường giả, vậy đừng nói nhâm phi phàm, liền thập đại lão tổ đều không thể chống lại, cường giả loại này cũng không tồn tại hậu thế, không người nào có thể thoát khỏi tất cả ràng buộc, đạt tới không không. Cái này cuốn vô vô thiên thư, hàm chứa một chút đối với không không cảnh giới suy tính, cái này cổ lý niệm đổi thành thành nhâm phi phàm trước mắt thấy hư ảnh. Nếu có thể thấy bóng dáng tồn tại, nhâm phi phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu có nơi tướng, vậy thì không tính là chân chính không không. Chân chính không không, là hư vô khái niệm cũng không tồn tại, căn bản không sẽ có bất kỳ hình tích, loại cấp bậc này cường giả, là nhất không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Vậy vô vô thiên thư hư ảnh cười nói, có thể được nhâm gia thiên mệnh chi tử tán thưởng, lão phu cuộc đời này cũng không uổng, lão phu phụng thiên đạo quy tắc lệnh, trấn thủ nơi đây, người bất kỳ muốn phải đi qua, cũng phải thu được thiên lý cho phép. Nhâm phi phàm nắm chặt chuôi kiếm, sau lưng mơ hồ có huyết nguyệt ánh sáng hiện lên, nói, lúc đầu ngươi chính là thiên lý người bảo vệ sao? Vậy ta bước vào nơi đây, thiên lý có từng cho phép? Vô vô thiên thư cười nói, người mũi nhọn quá đáng. Là thiên lý bất dung, ta khuyên ngươi vẫn là mau sớm trở lại thái thượng thế giới, chỗ đó mới là ngươi sân khấu. Nhâm phi phàm nói, đó không phải là ta sân khấu, là ta địa ngục. Vô vô thiên thư nhìn nhâm phi phàm dần dần máu đỏ trường kiếm, nói, vậy nhâm huynh ý, là muốn xông vào. Nhâm phi phàm nói, chính là, truyền thuyết không không là thiên địa trung cực cảnh giới, phàm có chút tướng, đều là giả không, ta đây muốn xem. Người cái này thiên lý người bảo vệ, lĩnh ngộ được nhiều ít không không diệu pháp. Một câu nói xong, nhâm phi phàm bỗng nhiên khua kiếm giết ra, sau lưng cửu luân huyết nguyệt bay lên không, ở trong bóng tối toát ra nhất ánh sáng chói mắt. Phàm có chút tướng, đều là giả không. Cái này tám chữ, đối phó vạn khư chưa đủ, nhưng muốn giết một mình ngươi chán nản thiên mệnh chi tử, đó là dễ như trở bàn tay. Thấy nhâm phi phàm động thủ, vô vô thiên thư trên gương mặt. Cũng là hiện ra vô cùng nghiêm ngặt sát khí, một trường cuồng đẩy ra. Hắn một trường này bình thường không có gì lạ, lại không nửa điểm xinh đẹp biến hóa, nhưng bên trong ẩn chứa cương mãnh trường lực, đủ để đem hết thảy tồn tại, nghiền thành hư không. Rắc rắc sát, nhâm phi phàm sau lưng cửu luân huyết nguyệt, ở một trường này chấn động hạ, lại có thể không ngừng vỡ vụn, hóa thành tia máu tiêu tán, trở thành hư không. Tốt trường pháp, nhưng muốn giết ta, còn chưa đủ. Nhâm phi phàm một tiếng ngưỡng mặt thét dài, trường kiếm lần nữa vung lên, trọn đời tu vi cùng khí vận, đều là hội tụ nơi này, trên thân kiếm lại hiện ra một đầu cự kình, tựa như muốn rời sông lấp biển, khí tượng thật là uy mãnh. Vô vô thiên thư trường lực chấn áp xuống đi, lại không thể áp chế đầu này cự kình, sắc mặt hơi đổi một chút, nói cự kình thần thụ khí vận. Xem ra ngươi trong sâu thẳm, đã lấy được cự kình thần thụ đồng ý. Cự kình thần thụ, là thập đại thần thụ một trong. Thuộc về nhâm gia. Nhâm phi phàm không phải địa tâm vực người, nhưng cùng địa tâm vực nhâm gia, vậy coi là có thiên ti vạn lũ liên lạc, hắn trong sâu thẳm, đã đạt được cự kình thần thụ đồng ý, giờ phút này bộc phát ra cự kình thần thụ khí vận, liền vô vô thiên thư đều không thể trấn áp. Hỗn độn hư không, và quang cùng trần. Mắt gặp nhâm phi phàm cự kình kiếm khí mạnh mẽ, vô vô thiên thư thúc giục thiên thư, thả ra một cái trống rỗng bát ngát, gần như vô biên vô tận thế giới. Cái thế giới này, khắp nơi là hư vô hơi thở, nhâm phi phàm bị bao phủ vào, lập tức cảm thấy tự thân máu thịt, tinh thần, khí vận, hết thảy đủ loại tồn tại, đều phải bị chiếm đoạt. Ô! Hắn trên thân kiếm cự kình khí tượng, lập tức tiêu tản mát. Vô vô thiên thư gương mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên vậy vận dụng toàn lực, vốn là không có bất kỳ linh khí chập chờn vô vô thiên thư, giờ phút này ánh sáng đại tác, từng cái đen nhánh quỷ dị ký tự trôi nổi lên. Tạo thành tầng tầng cấm chế phong tỏa vậy,
phải đem Nhâm Phi Phàm hoàn toàn buồn ngủ chết ở chỗ này. Muốn buồn ngủ chết ta, ngươi còn không cái này tư cách, trừ phi kêu sau lưng ngươi Thiên Lý đi ra. Nhâm Phi Phàm ánh mắt run lên, bỗng nhiên thu hồi trường kiếm, hai tay kết ấn, chợt một trường cuồng sát ra. Ung ung, một trường này tiếng sấm đại tác, tầng tầng sấm sét ánh sáng sáng chói chói mắt, tựa như giữa trời đất hung mãnh nhất sấm sét năng lượng, đều là hội tụ ở Nhâm Phi Phàm trên tay. À, Hy Hoàng Lôi Ấn, ngươi lại luyện thành Hy Hoàng Lôi Ấn. Vô Vô Thiên Thư quát to một tiếng, ánh mắt tràn đầy rung động vẻ kinh hãi, lại không nghĩ rằng Nhâm Phi Phàm đã luyện thành trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Thuật. Trong chớp mắt, Vô Vô Thiên Thư điên cuồng thúc dục linh khí, chung quanh không không cấm chế phong tỏa, càng xâm nghiêm. Hắn biết Cửu Thiên Thần Thuật lợi hại, cho nên giờ khắc này không giữ lại chút nào, coi như liều mạng tự mình hy sinh, đều phải đem Nhâm Phi Phàm buồn ngủ chết nơi đây. Phá! Nhâm Phi Phàm quát lên một tiếng lớn, một trường vỗ vào vậy tầng tầng cấm chế phủ văn trên. Rắc rắc sát! Lôi quang nhảy lên, điện mang lao nhanh, ác liệt trường phong hùng bá chư thiên. Ở Nhâm Phi Phàm trường lực dưới sự xung kích, vậy từng tầng một phủ văn, hoàn toàn nổ tung, trở thành hư không. Phốc xích! Vô Vô Thiên Thư há mồm phun ra máu tươi, ngay tức thì bị trọng thương, vậy cấm chế phủ văn phong tỏa, vậy hoàn toàn bị đánh vỡ. Nhâm Phi Phàm thừa dịp này cơ hội, lập tức thoát thân đi ra ngoài, ngay chớp mắt ra tinh không cổ đạo, đi tới địa tâm vực. Vô Vô Thiên Thư, quả nhiên lợi hại. Nhâm Phi Phàm hơi điều chỉnh hơi thở, nhưng cũng cảm thấy ngực ngưng động chất, bị một chút tổn thương. Mới vừa hắn tuy đánh bại Vô Vô Thiên Thư, nhưng tự thân cũng có hao tổn. Cái này thế gian, có thể để cho hắn người bị thương không nhiều, Vô Vô Thiên Thư coi như là một cái. Thoáng điều thuận khí tức sau đó, Nhâm Phi Phàm liền bấm ngón tay tính toán, bắt được Diệp Thần vị trí, nhanh chóng bay vút đi. Mà lúc này Diệp Thần, đang ngũ phương thánh địa bên trong, nhìn vậy đan tiên hồ, lòng hắn bên trong đã có quyết đoán. Cầu giàu sang trong nguy hiểm. Mấu chốt cái này đan tiên hồ quá trọng yếu. Cái này đan tiên hồ, nhất định phải mang đi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đến gần đi lên, cắn răng. Trực tiếp đem đan tiên hồ tháo xuống. Ung ung. Đan tiên hồ bị tháo xuống, giữa trời đất nhất thời vang động lực, tựa hồ có vật gì đáng sợ bị kích động. Hạ một sát, Diệp Thần quanh người các nơi, từng luồng bạo gió cổn đáng, vậy bạo gió phơi bày xanh mưa lất phất màu sắc, ngay tức thì hội tụ thành từng đạo vòi rồng, ở Diệp Thần quanh thân gào thét. Gió bão bên trong, có cổ xưa thiên thư ký tự nổi lên. Tôn chủ, không xong, là phong ma thiên thư. Đi mau. Hoàng Tuyền thế giới bên trong, Thanh Long Sa La cây gầm hét lên, hiển nhiên phát giác không ổn. Phong Ma Thiên Thư. Diệp Thần con ngươi hơi co rúm một cái. Sa La nói, cao nhất thiên thư có 4 cuốn, số là Phong Vân Vô Tướng, cái này Phong Ma Thiên Thư chính là một, có cao nhất nguyên thuật đại uy đè, người đã xúc động Phong Ma Thiên Thư cấm chế, đi mau. Lúc đầu cái này đan tiên hồ, sau lưng có Phong Ma Thiên Thư bảo vệ. Một khi có người mưu toan tháo xuống, lập tức liền sẽ kích động gió ma cấm chế, phải bị kinh khủng gió bão vặn cổ. Suy suy suy. Trong ngũ phương thánh địa thánh đường hộ vệ, cảm thấy được gió ma cấm chế chập chờn, lập tức từ 4 phương 8 hướng liều chết xung phong, đạo đạo linh quang phá vỡ bầu trời mơ hồ xuất hiện rất nhiều thiên đường chiến tướng bóng người. Thì vũ đoái linh phù, thái ất chấn lôi xa, cho ta hiến tế. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn. Đồng thời sử dụng thì vũ đoái linh phù cùng thái ất chấn lôi xa. Hắn ở tháo xuống đan tiên hồ trước, cũng đã nghĩ xong kế sách, một khi có cấm chế xuất hiện, liền lập tức hiến tế hỗn độn chí bảo, xông vào đi ra ngoài. Thì vũ đoái linh phù và thái ất chấn lôi xa, hai kiện hỗn độn chí bảo, đồng thời hiến tế, thoáng chốc tới giữa, một cổ bóng tối sấm sét bảo cát, lấy Diệp Thần là trung tâm, điên cuồng cuộn sạch đi ra ngoài. Ung ung. Sấm sét bảo cát cùng gió ma long cuốn, lẫn nhau quấn quýt đụng vào nhau, nổ lên động trời phong lôi cuồng khí, cát bay đá chạy, giữa trời đất mở tối một phiến, như có ngày tận thế hạ xuống. Phong ma này vòi rồng, vốn là có vô cùng cường đại phong tỏa lực, nhưng bị Diệp Thần sấm sét bảo cát một xông lên, phong tỏa lực lượng nhất thời suy yếu. Thừa dịp này cơ hội, Diệp Thần lập tức thoát thân đi ra ngoài, dọc theo tinh không cổ đạo, đường cũ trở về. Hắn điều này tinh không cổ đạo, có thể vào có thể ra, nhân quả hạn chế không hề xem Nhâm Phi Phàm vậy cái lợi hại như vậy.
dọc theo tinh không cổ đạo, Diệp Thần nhanh chóng chạy khỏi đi ra ngoài. Ngũ phương thánh địa bên trong, rất nhiều thánh đường đệ tử, thiên đường chiến tướng, còn không tạo thành bao vây, lại bị Diệp Thần chạy mất. Diệp Thần là tráng sĩ đoạn cổ tay, hy sinh không thể bảo là chừng mực, thì Vũ Đoái Linh Phù và Thái Ất Chấn Lôi Xa hai kiện hỗn độn chí bảo, cũng hiến tế đi ra ngoài, mới rốt cục phá vỡ gió ma cấm chế, may mắn chạy khỏi đi ra ngoài. Bất quá, có thể có được đan tiên hồ, Diệp Thần vậy là vô cùng hài lòng, tổn thất của hắn đủ để đền bù. Đan tiên hồ bị người đoạt đi. Là luân hồi chi chủ. Đáng chết, luân hồi chi chủ làm sao sẽ chạy vào. Rất nhiều thánh đường các đệ tử, thấy Diệp Thần rời đi bóng người, nhất thời giận dữ nóng nảy, muốn đuổi theo, nhưng cũng không biết Diệp Thần trốn đi nơi nào. Diệp Thần đã từng chém chết tam trưởng lão Từ Đồ Thanh Thủy, và thánh đường đã giao thủ, cho nên thánh đường người trong, có thể nhận ra Diệp Thần hơi thở, gặp hắn lại không chút tổn hao nào cướp đi đan tiên hồ, trong lòng kinh hãi hơn, lại là luân hồi chi chủ khí vận cảm thấy rung động. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ở đây kinh hoàng mặc định thời điểm, một cái túy nhãn huân huân, xách bầu rượu, mái tóc dài bù xù trẻ tuổi nam tử đạp lảo đảo lắc lư say bước, ở mấy cái thị nữ xinh đẹp nâng đỡ, xuất hiện ở hiện trường. Trần trưởng lão, đám người vội vàng chắp tay thi lễ. Cái này trẻ tuổi nam tử, chính là Âu Hoa trong gương, trăng trong nước bên trong Trần Túy Nguyệt. Hắn là tứ trưởng lão, nhưng tu vi hơi thở, rõ ràng muốn so với tam trưởng lão Từ Đồ Thanh Thủy cường hãn rất nhiều, chỉ là bởi vì trẻ tuổi nhẹ nhất, nhập môn trễ nhất, cho nên bàn về bối phận, mới xếp hàng thứ tư, thực lực chân thật cũng không so cường hãn. Trần trưởng lão, luân hồi chi chủ đoạt đi đan tiên hồ. Một người học trò bẩm báo. Trần Túy Nguyệt nghe được này cùng kinh biến, khóe miệng hơi vuốt vẻ mỉm cười, lại là ung dung nhắc tới bầu rượu, ngưỡng hầu uống một hớp rượu, tựa như hồn nhiên không đem việc này để ở trong lòng, một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng, tựa như hết thảy hết sức đang nắm giữ bên trong. Đồ nếu bị đoạt đi, vậy thì đi đoạt trở lại, cũng cùng ta đi lãnh giáo một chút luân hồi chi chủ cao chiêu. Trần Túy Nguyệt bàn tay hư không một chảo, chung quanh không gian nhất thời tan vỡ. Bàn tay hắn giống như pho tượng, khớp xương thon dài mà yêu nhã, tiện tay một chảo, vô tận không gian nổ tung, xuất hiện một cái lối đi. Cùng chộp được luân hồi chi chủ, chúng ta liền cầm hắn đầu lâu làm ly rượu, say mềm một chàng, chẳng phải đẹp thay. Ha ha ha! Trần Túy Nguyệt cất tiếng cười to, đạp nhập không gian lối đi bên trong. Chung quanh thánh đường đệ tử, thiên đường các chiến tướng, vậy liền bận bịu đi vào theo. Lúc này Diệp Thần từ tinh không cổ đạo bên trong đi ra, trong tay sách nặng trĩu đan tiên hồ, mở cờ trong bụng. Rốt cuộc lấy được rồi đan tiên hồ, hy sinh quả thực không nhỏ. Diệp Thần thở dài một cái, đem hồ lô nắp mở ra, nhất thời thấy đan tiên hồ bên trong, thừa tái tràn đầy một hồ lô linh tử, rượu phơi bầy hổ phách vẻ, vậy xông vào mũi rượu thơm, làm người ta thèm thuồng một mét. Ừng ực, Diệp Thần không nói hai lời, ngưỡng hầu uống một hớp lớn linh tử. Linh tử vào cổ họng, như mát rượi nước suối, vừa rơi xuống đến đan điền bên trong, lập tức tản mát ra vô cùng linh khí nồng nặc, lan tràn đến quanh thân kinh mạch. Thoải mái. Diệp Thần chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người mỗi một tấc lỗ chân lông tựa như cũng đang hoan hô. Cái này đan tiên linh tử linh khí, chân thực quá nồng đậm, cho dù là đối với Diệp Thần loại cảnh giới này người tu luyện mà nói, đều có thiên đại ích lợi. Diệp Thần trước đây mới vừa đột phá đến thủy nguyên cảnh tầng 8 thiên không lâu, lúc này uống đan tiên linh tử, lại có thể phát hiện tự thân tu vi, tiến bộ đại khái 10%. Hắn võ đạo nội tình quá sâu dày, muốn đột phá, so với thường nhân khó khăn gấp trăm ngàn lần, này uống cạn một hơi đan rượu tiên, lại có thể tiến bộ 10%, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Cái này đan tiên linh tử, quả nhiên giá trị phi phàm, khó trách ba tộc lão tổ như vậy coi trọng. Diệp Thần khen ngợi không dứt, ánh mắt không ngừng lưu chuyển, hắn hao phí giá lớn như vậy, mới rốt cục cướp được đan tiên hồ, là tuyệt đối không thể nào đem chi giao cho ba tộc lão tổ. Diệp Thần chả hết nhớ Đế Thích Long trạng thái chết, không muốn làm người bất kỳ con cờ, nếu không vận mệnh mất đi nắm trong tay, chỉ có thể mặc cho người bố trí thôi. Hắn phải đem đan tiên hồ nắm trong tay ở bên trong tay mình, tuyệt sẽ không bị người ngoài nắm giữ. Quyết định chủ ý. Diệp Thần bước nhanh đi tới trước, chuẩn bị trở lại địa tâm miếu. Luân hồi chi chủ, nếu muốn uống rượu, là vì sao không gọi ta cùng nhau?
tự mình một người uống, há chẳng phải là quá im lìm. Vừa lúc đó, trên bầu trời vang lên một đạo nhàn nhạt tiếng cười. Diệp Thần mặt liền biến sắc, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp một cái vẻ say lười biếng trẻ tuổi nam tử, biến dạng hư không, xuất hiện ở trên trời bên trong. Trẻ tuổi kia nam tử tuy vẻ say lười biếng, nhưng trong thực tế trong tròng mắt có ý định giết người, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người hơi thở, đều bị hắn phong tỏa lại, vô luận mình chạy đi nơi nào, đều không thể chạy khỏi. Ngươi chính là, hoa trong gương, trăng trong nước, bên trong Trần Túy Nguyệt. Diệp Thần rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, ngưng thần phòng bị. Cái này Trần Túy Nguyệt hơi thở, so với Từ Đồ Thanh Thủy mạnh hơn, vậy mây thưa gió nhẹ hình dáng, tựa như thế gian hết thảy đủ loại, đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Luân hồi chi chủ lại có thể nhận được ta thật là không khỏi vinh hạnh. Trần Túy Nguyệt khẽ mỉm cười, thu liễm lại vẻ say, vẻ mặt đổi được nghiêm túc. Rào, rào, rào. Hắn sau lưng, từng đạo thánh quang lóe lên. Từng cái thánh đường đệ tử, thiên đường chiến tướng, lục tục nổi lên, người người khoác thánh giáp, tay sách đao kiếm súng kích, đằng đằng sát khí. Gió lớn, gió lớn. Chúng đệ tử tạo thành trận thế, thùng sắt vẫy vây Diệp Thần, vung cánh tay hô to kêu gào, hiện ra vô cùng khoáng đạt khí tượng. Diệp Thần sắc mặt, hoàn toàn âm trầm xuống, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ đuổi giết tới đây, hắn rõ ràng đã chạy khỏi ra ngũ phương thánh địa. Trên mình người dính có ta Phong Ma Thiên Thư hơi thở, người không trốn thoát được, bó tay chịu trói đi, ta còn muốn bắt người đầu lâu làm ly rượu, ta sẽ cho một mình ngươi thống khoái. Trần Túy Nguyệt đáp xuống, đứng chắp tay, mặt mang mỉm cười, sau lưng mơ hồ có một quyển màu xanh gió bão thiên thư hiện lên. Đó là hắn Phong Ma Thiên Thư, là Phong Vân Vô Tướng bốn cuốn cao nhất thiên thư một trong, mới vừa Diệp Thần ở ngũ phương thánh địa thời điểm, mặc dù đã phá hư Phong Ma Thiên Thư phong tỏa. Nhưng trên mình dính liền thiên thư hơi thở, nhưng thoát khỏi không hết Trần Túy Nguyệt theo dõi, lập tức bị phong tỏa vị trí. Nhìn cái này trùng trùng bao vây, Diệp Thần sắc mặt dĩ nhiên là vô cùng ngưng trọng. Thái Thượng Thiên Sư đạo, mở. Diệp Thần gầm thét một tiếng, trực tiếp mở Thái Thượng Thiên Sư nói, cả người linh khí bùng nổ, một bộ màu xanh ra trời đạo bào thêm thân, cả người tóe ra Long Hổ Thiên Sư tiên ra thở mạnh voi. Hắn đột phá tu vi đến thủy nguyên cảnh tầng 8 thiên hậu, đã đem rất nhiều đạo pháp lần nữa dung luyện, không còn là chỉ tu ma nói, ngày xưa Thái Thượng Thiên Sư nói, giờ phút này thi triển ra, khí tượng hơn xa năm xưa, lại ngắn ngủi đem Diệp Thần tu vi, từ thủy nguyên cảnh tầng 8 trời, tăng lên tới thủy nguyên cảnh 9 tầng trời. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái phương diện tăng lên, nhưng đối với Diệp Thần khí vận, có cực lớn tăng thêm. Ừ, cảm thấy được Diệp Thần tăng lên khí vận. Trần Túy Nguyệt nụ cười hơi có chút cứng ngắc, nói, không hổ là luân hồi chi chủ, lá bài tẩy quả nhiên nhiều vô số kể. Thánh đường bên trong liên quan tới Diệp Thần tình báo, cũng không có Thái Thượng Thiên Sư đạo tồn tại, cho nên Diệp Thần giờ phút này thi triển, để cho được Trần Túy Nguyệt vậy khá là chấn kinh. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, lá bài tẩy quả nhiên là nhiều, nếu quả thật bị Diệp Thần chạy đi, ngày khác tất thành họa lớn. Toàn thể Thánh đường đệ tử nghe lệnh, kết trận. Trần Túy Nguyệt đầu tiên hạ lệnh, đối mặt Diệp Thần một cái chính là thủy nguyên cảnh người tu luyện, hắn nhưng cũng không dám chút nào khinh thường, tại chỗ mệnh lệnh tại chỗ thánh đường đệ tử kết trận. Đám người lập tức dựa theo cân nhắc quyết định thiên trận phương vị đứng ngay ngắn, chia 72 cái góc độ, hình thành một cái ùn ùn kéo đến cân nhắc quyết định đại trận, cuồn cuộn uy áp hơi thở bao phủ đi xuống, Diệp Thần khí vận cùng huyết mạch cũng thừa nhận cực lớn áp lực. Gió ma loạn nhận, cho ta chém giết. Rồi sau đó, Trần Túy Nguyệt phung tay lên, thả ra Phong Ma Thiên Thư, từng đạo gió ma loạn nhận, giống như đao kiếm vậy, suy suy vang dội, phá vỡ hư không, nhanh chóng hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ vô cùng tiếng gió bén nhọn tấn công tới, mắt gặp gió ma loạn nhận giết tới, vội vàng huy động Hoang Ma Thiên Kiếm đón đỡ. Leng keng chanh. Vậy từng đạo gió ma loạn nhận, cương khí ngưng luyện dưới, lại giống như thực chất vậy. Diệp Thần Hoang Ma Thiên Kiếm cùng va chạm, lại là phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Mà lúc này, chung quanh chí chít thánh đường đệ tử, đã kết thành cân nhắc quyết định thiên trận, kêu gào gầm thét tới giữa, một đạo cân nhắc quyết định thánh quang, giống như bôn lôi vậy hướng Diệp Thần đánh giết tới. Diệp Thần khí cơ bị Trần Túy Nguyệt chế, cái này cân nhắc quyết định thánh quang, không cách nào né tránh. Lăng Phong Thần Mạch, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần một tiếng gầm thét.
cả người nếp sống bùng nổ, mở ra lăng phong thần mạch. Oanh! Vậy cân nhắc quyết định thánh quang, đánh vào Diệp Thần trên mình, nhất thời bị lăng phong thần mạch hấp thu. Rào! Hấp thu rất nhiều thánh đường cường giả hợp lực nhất kích, lăng phong thần mạch hoàn toàn tích góp viên mãn. Tiểu trọng lâu trưởng, phá cho ta! Diệp Thần một trưởng hướng Trần Túy Nguyệt bạo giết đi, một trưởng này hỗn hợp lăng phong thần mạch tích góp lực lượng, thanh thế lớn, như muốn nghiền nát tinh thần. Ồ! Trần Túy Nguyệt rất kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần nhận chịu cân nhắc quyết định thiên trận nhất kích, lại có thể không chút tổn hao nào, ngược lại hấp thu hết cổ lực lượng này, dùng để phản kích hắn. Luân hồi huyết mạch, quả nhiên xảo quyệt cổ quái. Trần Túy Nguyệt đã vô cùng coi trọng Diệp Thần, nhưng đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, mình vẫn là khinh thị Diệp Thần. Mắt gặp Diệp Thần một trường quay chụp, nhỏ trọng lâu thần thuật cùng lăng phong thần mạch kết hợp, uy thế vô cùng khủng bố, Trần Túy Nguyệt gương mặt hơi lộ ra vẻ ngưng trọng, hai tay liền vòng vung ra, trường phong bên trong bay lên thanh nhã rượu thơm, từng trường lật bay, đem Diệp Thần trường thế tháo xuống. Không được, cảnh giới chênh lệch quá xa. Diệp Thần thấy đối phương như vậy cử trọng nhược khinh, lại tháo xuống mình tiểu trọng lâu trường, liền biết hắn và Trần Túy Nguyệt tới giữa, cảnh giới kém được thực sự quá lớn. Lấy Diệp Thần trước mắt tổng hợp sức chiến đấu, đại khái có thể đối phó thái chân cảnh tầng 7 tầng 8 thiên cường giả, thậm chí có chút thực lực cực kỳ kinh khủng thái chân cảnh tầng 8 thiên vậy không nhất định có thể đối kháng, nhưng Trần Túy Nguyệt tu vi đã xa xa vượt ra khỏi thái chân cảnh, thậm chí so với Tư Đồ Thanh Thủy còn lợi hại hơn. Đối mặt này nhóm cường giả, cho dù là Diệp Thần cũng khó mà chiến thắng, cảnh giới kém được thật là quá lớn, trừ phi hắn không để ý bất cứ giá nào, toàn lực cháy luân hồi huyết mạch. Nhưng lúc này một mình tác chiến, không có ai tiếp ứng hắn, một khi hắn cháy hết luân hồi huyết mạch, rơi vào yếu ớt, vẫn là phải bị thánh đường đệ tử giết chết. Luân hồi chi chủ, hôm nay ta thắng không anh hùng, thứ nhất cảnh giới hơn xa tại ngươi, thứ hai dựa vào người nhiều khí thịnh, ta rất là xấu hổ, tương lai cùng sau khi ngươi chết, ta hàng năm sẽ tới ngươi trước mộ phần tế bái, hy vọng ngươi không nên phiền lòng. Trần Túy Nguyệt hóa giải được Diệp Thần tiểu trọng lâu trưởng, nhất thời xác định ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, mình là nắm vững thắng khoán, lại khôi phục vẻ say lười biếng thần sắc, nhàn nhạt mỉm cười, nhìn Diệp Thần ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái mộ bên trong hài cốt. Vì phòng ngừa Diệp Thần tự bạo, sắp chết phản công, Trần Túy Nguyệt lại thúc giục phong ma thiên thư, hoàn toàn chế trụ Diệp Thần hơi thở. Phật Phú Thiên Thư, mở. Diệp Thần cắn răng, mở ra Phật Phú Thiên Thư. Một món Phật quang tràn ngập ra, nhưng tại chỗ liền bị phong ma thiên thư nghiền nát, căn bản không có thể kháng nhận định. Cảnh giới chênh lệch là một chuyện, thiên thư cấp bậc cũng có chênh lệch. Diệp Thần Phật Phú Thiên Thư, là đại thiên thư, mà Trần Túy Nguyệt phong ma thiên thư, nhưng là cao nhất thiên thư, từ pháp bảo cấp bậc trên, đã so Diệp Thần cao hơn một cảnh giới. Tôn chủ, ta tới bảo vệ ngươi, ngươi đi nhanh đi. Hoàng Tuyền thế giới bên trong. Thanh Long Sa La Cây thấy Diệp Thần hiểm cảnh, đã làm xong hy sinh hộ chủ quyết định. Hống! Một hồi tiếng rồng ngâm vang lên, một cái uy vũ hừng hực Thanh Long, nhất thời ở Diệp Thần trên thân thể nổi lên. Ừ, Thanh Long cây trà hơi thở. Trần Túy Nguyệt thấy vậy Thanh Long, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Từ thánh đường trong tình báo, hắn tự nhiên biết, ngày xưa Huyền gia Thanh Long cây trà, đã rơi xuống Diệp Thần trên tay. Lúc này Thanh Long xuất thế, trong mắt rất nhiều hộ chủ ý, tựa hồ là muốn tự bảo. Người muốn tự bảo, cũng không như vậy dễ dàng. Còn không cùng Thanh Long Sa La có động tác, Trần Túy Nguyệt năm ngón tay cầm gộp lại, lăng không một móng công kích đi qua, hoàn toàn phong tỏa Sa La hơi thở, ngăn cản nó tự bảo phản công. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, ở to lớn cảnh giới chênh lệch hạ, hắn và Thanh Long Sa La cây, đối mặt Trần Túy Nguyệt một kích này, lại thì không cách nào ngăn cản. Mắt xem đại nạn buông xuống, trên bầu trời nhất thời huyết quang đại tác, cửu luân huyết nguyệt ùng ùng vang dội, bay lên ở trên bầu trời. Một đạo vô cùng tự nhiên thân ảnh phiêu giật, chậm rãi hạ xuống xuống, sắc mặt lãnh đạm, sau lưng cửu luân huyết nguyệt giống như đồ đằng, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm hạ xuống, vừa mừng vừa sợ, nhất thời tinh thần đại chấn, vạn không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm lại sẽ xuất hiện ở địa tâm vực. Trần Túy Nguyệt thấy Nhâm Phi Phàm bóng người, cũng là một hồi kinh ngạc. Ngươi là người phương nào? Từ Nhâm Phi Phàm trên mình, Trần Túy Nguyệt bắt được vô cùng kinh khủng hơi thở, so hắn tu vi còn kinh khủng hơn rất nhiều.
Mơ hồ tới giữa, Trần Túy Nguyệt thậm chí có một loại ảo giác, Nhâm Phi Phàm hơi thở, thậm chí so với cân nhắc quyết định đứng đầu còn cường hãn hơn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta là thiên mệnh. Nhâm Phi Phàm cao cứ trên không, đột nhiên một kiếm giết hạ, huyết nguyệt đồ sát thiên trảm mang ác liệt mũi nhọn, hung hăng phách đánh tiếp. Trần Túy Nguyệt con người co giúp một cái, máu kia tháng đồ sát thiên trảm mũi nhọn rất đúng ác liệt, nhưng cũng không phải là Nhâm Phi Phàm toàn lực. Nhâm Phi Phàm có giữ lại, tựa hồ đối với cái gì quy tắc có kiêng kỵ, cũng không có dùng toàn lực, chỉ dùng số nhỏ lực lượng. Nhưng cho dù là số nhỏ lực lượng, Trần Túy Nguyệt vậy cảm thấy vô cùng áp lực. Huyết nguyệt kiếm khí giết tới, chung quanh từng cái thánh đường đệ tử, thiên đường chiến tướng, gặp phải kiếm khí cuộn sạch, nhất thời thân thể nổ tung, máu tươi văng tung tóe, rối rít kêu thảm thiết, trong nháy mắt chết oan uổng. Cơ hồ là 90% nhiều thánh đường đệ tử, bị Nhâm Phi Phàm trực tiếp trong nháy mắt giết, chỉ còn lại mấy cái còn sót lại người. Trần Túy Nguyệt thúc giục phong ma thiên thư, ngăn cản Nhâm Phi Phàm kiếm khí, thiên thư bị kiếm khí đánh vào, ánh sáng nhất thời tán loạn. Lập tức mất đi linh khí, đã bị tổn hại cực lớn. Phốc xích. Trần Túy Nguyệt há mồm phun ra máu tươi, tại chỗ trọng thương. Huyết Nguyệt đồ sát thiên trảm. Ngươi là Nhâm gia cái đó thiên mệnh chi tử. Trần Túy Nguyệt rốt cuộc nhận ra, trong mắt mang rung động thật lớn cùng khủng hoảng, lại cũng không có mới vừa lười biếng thanh nhã hình dáng. Ở Nhâm Phi Phàm uy thế bao phủ hạ, hắn giống như một cái tên hề nhảy nhót, khí thế kém được quá lớn. Nhâm Phi Phàm sắc mặt lãnh đạm, yên lặng không nói, lăng không hạ xuống, lại không có giết Trần Túy Nguyệt, mà là mang Diệp Thần, nhanh chóng rời đi. Diệp Thần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhìn Nhâm Phi Phàm phiêu giật không câu chấp bóng người, chính là thoáng như cách một đời, nói, Nhâm tiền bối, đa tạ ngươi vừa cứu ta. Nhâm Phi Phàm nói, không việc gì, không cần cảm ơn, tương lai ta có đại nạn, vẫn là phải dựa vào ngươi tương trợ. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối. Ngươi làm sao không giết vậy Trần Túy Nguyệt? Nhâm Phi Phàm nói, hắn không xúc phạm ta không thể tùy tiện động sát thủ, nếu không sẽ bị sau lưng thiên lý phát hiện, coi như không có thiên phạt, hiện tại liền trực tiếp và cân nhắc quyết định đứng đầu xé rách ra mặt, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn giọng nhàn nhạt, tựa hồ đối với địa tâm vực tình thế, có vô cùng sâu sắc biết. Diệp Thần âm thầm bội phục, biết Nhâm Phi Phàm loại cảnh giới này người, coi như trước kia chưa từng tới địa tâm vực. Nhưng chỉ cần một cái chân bước vào, suy diễn thiên cơ, là được thấy rõ đến các loại nhân quả số mạng. Nhâm tiền bối, ngươi tựa hồ bị thương. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần nhưng lại phát hiện, Nhâm Phi Phàm trên người có một ít bị thương nhẹ, mặc dù ảnh hưởng chừng mực, nhưng dẫu sao là bị thương. Cái này thế gian, trừ thượng vị giả, lại vẫn mới có thể có làm bị thương Nhâm Phi Phàm người, Diệp Thần dĩ nhiên là rất kinh ngạc. Ừ, ta lúc tới. Và thiên lý người bảo vệ đã giao thủ. Nhâm Phi Phàm đem tinh không cổ đạo bên trong sự tình phát sinh, thiên lý người bảo vệ, vô thiên thư bí ẩn vân, đơn giản và Diệp Thần nói một lần. Thiên lý người bảo vệ, vô thiên thư, tuyệt đối hư vô cảnh giới. Tu luyện trung cực, lại là hư không sao? Diệp Thần sau khi nghe xong, một mặt ngạc nhiên. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói, không phải hư không, không không ý. Là liền hư không cũng không tồn tại, hết thảy khái niệm cũng không tồn tại, tất cả liên quan tới không không miêu tả, toàn bộ là sai, bởi vì vậy căn bản không có thể miêu tả, người phải nhớ cho kỹ một cái đạo lý, thế giới từ hỗn độn trong hư vô ra đời, mà hỗn độn hư không, lại là từ càng cuối cùng không không bên trong ra đời, không không khái niệm, đang bởi vì là không có gì cả, cho nên cái gì cũng có thể diễn hóa vạn vật. Diệp Thần nán lại hồi lâu, nói thật là phức tạp. Ta nghe không hiểu. Không không hai chữ, đã siêu thoát người thông thường, không phải người bình thường có thể hiểu. Nhâm Phi Phàm nói, nghe không hiểu không trọng yếu, ngươi chỉ phải nhớ kỹ liền tốt, đem lời của ta mới vừa nói, vững vàng nhớ kỹ, tương lai đối với ngươi tu luyện hữu dụng. Diệp Thần gật đầu nói, được, ta biết, Nhâm tiền bối, ta đã nhớ. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng Diệp Thần hay là đem không không khái niệm, vững vàng nhớ ở trong lòng. Đi thôi, ta cùng ngươi hồi địa tâm miếu. Nhâm Phi Phàm ngửi một cái Diệp Thần trên mình, mơ hồ tràn ra đan rượu tiên thơm, ngược dòng thiên cơ, đã biết liền địa tâm miếu sự việc. Nhâm tiền bối, ta lấy được rồi đan tiên hồ, người muốn uống một hớp sao? Diệp Thần đem đan tiên hồ lấy ra, hướng Nhâm Phi Phàm cười nói.
Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, nói, như vậy Linh Tửu, ta tự nhiên cũng muốn uống một ly, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, đợi trở lại ngoại giới, ta sẽ cùng ngươi uống một ly. Diệp Thần vui vẻ nói, được. Lập tức Diệp Thần liền dẫn Nhâm Phi Phàm trở lại địa tâm miếu. Mà Ngũ Phương Thánh Địa bên kia, Trần Túy Nguyệt nhặt hồi một cái mạng, sắc mặt đã là tái mét, thân thể run rẩy không ngừng, lại bước không động bước chân. Nhâm Phi Phàm mang cho hắn bóng mờ cùng uy áp, chân thực quá mức thảm thiết, thiếu chút nữa phá hủy hắn đạo tâm. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn nơi nào nghĩ đến, thế gian lại có này nhóm cao thủ. Không, tên kia, hắn tiếp xúc qua, vô vô. Mơ hồ tới giữa, Trần Túy Nguyệt giựt mình tỉnh lại. Lại nhớ tới Nhâm Phi Phàm hơi thở, hắn chính là bắt được, liên quan tới vô vô khái niệm. Ở Phong Vân Vô Tướng bốn cuốn cao nhất thiên thư bên trong, vô vô thiên thư thần bí nhất, vậy là lợi hại nhất tồn tại, ký thác thượng cổ thiên quân đối với tu luyện trung cực, vũ trụ đỉnh, thế giới khởi nguyên suy tính, có hào hùng lớn triết lý, truyền thuyết ai có thể được sách này, là được nghịch thiên cải mệnh. Nhâm Phi Phàm tiếp xúc qua vô vô, đó chính là nói, vô vô thiên thư nhất định tồn tại ở đời. Trọng yếu như vậy tình báo, nếu như hướng cân nhắc quyết định đứng đầu bẩm báo, nhất định có trọng thưởng. Trần trưởng lão, đan tiên hồ bị đoạt đi, chúng ta làm thế nào? Một cái thánh đường đệ tử xỉ xỉ xách xách tiến lên hỏi. Đan tiên hồ quý trọng như vậy pháp bảo, cứ như vậy bị người cướp đi, đây đối với cân nhắc quyết định thánh đường mà nói, tuyệt đối là một cái thiên tổn thất lớn, đợi trở lại thánh đường bên trong, sợ rằng phải bị cân nhắc quyết định đứng đầu trách phạt. Vừa nghĩ tới cân nhắc quyết định đứng đầu tàn nhẫn lãnh khốc thủ đoạn, còn sót lại thánh đường các đệ tử, đều là run lẩy bẩy. Đừng hoảng hốt, ta tự có đúng mực, thần chủ đại nhân sẽ không trách phạt chúng ta. Trần Túy Nguyệt ánh mắt ngưng luyện, trong lòng nhưng là lớn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bị mất đan tiên hồ, nhưng có thể bắt được vô vô thiên thư dấu vết, dựa vào phần tình báo này, hắn chí ít có thể giảm bớt tội nghiệt, sẽ không thật bị cân nhắc quyết định đứng đầu xử tử. Lập tức Trần Túy Nguyệt mang còn sót lại thánh đường các đệ tử, trở lại cân nhắc quyết định thánh đường, chuẩn bị hướng cân nhắc quyết định đứng đầu, bẩm báo Nhâm Phi Phàm cùng vô vô thiên thư sự việc. Mà lúc này Nhâm Phi Phàm đã cùng Diệp Thần trở lại địa tâm miếu. Nhâm Phi Phàm ở bên ngoài, che giấu hơi thở, cũng không có tùy tiện bại lộ. Đối với hắn mà nói, Diệp Thần vô cùng trọng yếu, không cho sơ thất, mà địa tâm miếu ba tộc lão tổ, đặc biệt là Hồng gia lão tổ Hồng Bi Trần. Muốn lợi dụng Diệp Thần, để cho nó trở thành một con cờ, đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Nhâm Phi Phàm và Diệp Thần bố trí, cùng cái này ba tộc lão tổ bố trí, hai người có thể tồn tại mâu thuẫn. Mà một khi có mâu thuẫn, thì có sát phạt tranh nhau nguy hiểm, Nhâm Phi Phàm ẩn núp nơi này, cũng có bảo vệ Diệp Thần ý. Diệp thí chủ, người trở về. Địa tâm miếu bên trong, Tu Di Thánh Tăng thấy Diệp Thần trở về, hơn nữa trong tay còn cầm trước đan tiên hồ. Nhất thời mừng rỡ không thôi, đã biết Diệp Thần hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, ừ, ba vị lão tổ đâu? Hắn vừa mới dứt lời, ba đạo thần quang bắn ra, ba tộc lão tổ xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, tuy hết sức giữ hàm dưỡng, nhưng thấy Diệp Thần trong tay đan tiên hồ, ba người đều là không che giấu được kích động cùng tán thưởng. Hồng Bi Trần nói, luân hồi chi chủ quả nhiên là không giống vật thường, không nghĩ tới ngươi lại thật có thể đoạt lại đan tiên hồ. Hơn nữa còn là trở lui toàn thân. Mạc Thanh Huyền và Lâm Pháp Minh cũng là khen ngợi, ba tộc lão tổ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, suy diễn thiên cơ, ngược dòng Diệp Thần ở Ngũ Phương Thánh Địa sự tình phát sinh. Nhưng bởi vì có Nhâm Phi Phàm tồn tại, rất nhiều nhân quả chi tiết cũng truy đuổi không tra được. Ba tộc lão tổ cũng không nghĩ nhiều, chỉ lấy là vậy Ngũ Phương Thánh Địa bên trong, có đặc thù cấm chế che giấu. Hồng Bi Trần dứt khoát hỏi, luân hồi chi chủ. Ngươi là làm sao đoạt lại cái này đan tiên hồ? Diệp Thần biết nếu như tự mình nói láo, nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên cũng không có nói tỉ mỉ, mà là cười nói, quá trình không trọng yếu, tóm lại ta đã lấy lại pháp bảo này, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, ba vị lão tổ, ta mời các ngươi uống một ly. Vừa nói, Diệp Thần lấy ra ba một ly rượu, tất cả rót một ly rượu, hướng ba tộc lão tổ tặng uống. Ba tộc lão tổ đều là ha ha cười, lộ vẻ được thật cao hứng. Một người uống một ly rượu, người người vẻ mặt tỏa sáng, tinh thần sáng láng. Hồng Bi Trần cười nói, luân hồi chi chủ, người nhân quả đã trả lại hết sở, bây giờ có thể cầm đan tiên hồ cho ta, người có thể đi.
Diệp Thần khẽ mỉm cười, lùi về phía sau một bước, nói, Hồng tiền bối, xin lỗi, có chuyện ta phải nói, cái này đan tiên hổ không thể cho ngươi. Nghe vậy, Hồng Bi Trần mặt liền biến sắc, nói, người đây là ý gì? Bên cạnh Mạc Thanh Huyền và Lâm Pháp Minh hai vị lão tổ, cũng là thu liễm nụ cười, thần sắc có chút cứng ngắc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nói, vì cướp lấy cái này đan tiên hồ, ta trả giá giá cực lớn, hy sinh hai kiện hỗn độn chí bảo, cho nên, cái này đan tiên hồ, ta dự định tự mình nắm trong tay, nếu như các ngươi cần mượn uống, có thể hướng ta xin, ta tùy tình hình sẽ ban cho chút rượu nước cho các ngươi. Diệp Thần lời nói này, giọng bình thản, nhưng trong thực tế cực kỳ bá đạo cuồng ngạo. Ba tộc lão tổ nghe được, đều là thần sắc đại biến, vậy Tu Di Thánh Tăng cũng là kinh hoàng thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể lớn gan như vậy, dám ở ba vị lão tổ trước mặt càn rỡ, đây không phải là muốn chết sao? Càn rỡ, luân hồi chi chủ, người đang nói cái gì? Người dám như thế cùng ta nói chuyện? Hồng Bi Trần có vẻ tức giận, đầu đầy tóc đen kích dương, cả người ma khí nổ, tức giận tới cực điểm, tựa hồ tùy thời muốn giết người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 295.